chương 51 Trong cung đình tiểu nhân vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51 Trong cung đình tiểu nhân vật, hài tử, người nói vô cùng tốt Trong giáo đường, Alon Súc Phao vị này truyền kỳ Priest, nghe xong Black nói, hắn nháy nháy mắt, giống như là đã nghe được thú vị ngôn luận ôn hòa lão giả Hiện tại còn lộ ra một tia giảo hoặc nụ cười. Hắn ho khang hai tiếng, nói, nhưng ta là lão đầu tử, ta đã sống cũng đủ dài lâu nhân sinh, ta như vậy lão đầu luôn có thể nhìn thấy sự tình mặt khác, mặc kệ những người khác có nguyện ý cho ta xem đến hay không. Ngươi ở trước mặt ta biểu hiện vô cùng chân thành. Nhưng theo ta được biết, Rudomo gia tộc từ các ngươi tổ tông thời kỳ thống trị cung ti ra bắt đầu, so sánh Holy Lai tín ngưỡng, thì càng thiên hướng về nâng đỡ hải dương vương quốc bản thổ sinh Optestone. Phụ thân ngươi cùng ngươi, mặc dù khi sinh ra, đều tiếp thụ qua Holy Lai tẩy lễ. Nhưng rất ít ở chính thức trường hợp đeo thánh huy, ngươi tên tiểu tử giáo hoạt này, giờ phút này còn to gan dùng ta coi như là cả đời kiên thủ tín ngưỡng, ý đồ cùng một tên chân thành tín đồ, làm một vụ giao dịch. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi ách nạn, ta đã hiểu ngươi thỉnh cầu. Tiểu đe rét, ta sẽ thận trọng cân nhắc ý kiến của ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Phao miệng hạ mở ra hai tay nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, đối đứng trong bóng ma rét nói. Nhưng hài tử, hắc ám là một loại dụ hoặc, nếu như ngươi lựa chọn ở trong đó, liền lại vô pháp hiện thân ở dưới ánh mặt trời thế giới. Hai tử, ta yêu cầu ngươi không được đem hôm nay đối với ta nói tới cấp tiếng ý nghĩ, lan truyền ra. Giống như ta không cần ngươi hành tẩu trong bóng tối, còn muốn duy trì một viên trong trẻo quang minh trái tim. Ta càng không cần ngươi lấy holy lai danh nghĩa, vì ta, hoặc là vì Holy Lai tín ngưỡng đường hoàng làm xuống giết chóc sự tình. Đó là không bị cho phép việc ác. Tốt. Liên quan tới giáo nghĩa thảo luận liền đến nơi này đi. Hiện tại, tiến lên đây, hai tử, ta phải vì ngươi chữa trị tổn thương do hồng long ngọn lửa gây ra, đây là lô tha thỉnh cầu, cũng là vì ban thưởng ngươi hướng chúng ta đồng bào biểu hiện dũng khí nghĩa cử. Black rất ngoan ngoãn tiến lên một bước. Truyền kỳ giơ lên Libram of Divin. Đây là Holy La giáo hội truyền thừa gần 3.000 năm thánh vật, nó đến từ Tho Rai Đại Đế Thời Đại, nghe nói là Holy La lưu lại ban ân cho nhân loại văn minh. Nhưng thứ này hình dạng, để cho Black cảm giác được hết sức quen thuộc. Hắn ở trong game, bái kiến rất nhiều vật phẩm tương tự nó. Phao đang cầm thánh khế được thợ khéo điêu khắc vô cùng tinh xảo. Nhưng nó bản chất, hẳn là bắt nguồn từ quần tinh, đến từ một loại năng lượng sinh vật mảnh vỡ hoặc là gọi, thi thể. Chạm đến nó. Phao đem lóng lánh ngưng thực Holy Light thánh khế đặt ở trước người, đối với Black khẽ gật đầu, hải tặc liền vương tay, chạm đến thánh khế. Ngay sau đó, lão Priest tụng niệm một câu kinh văn. Một hình tam giác sáng tỏ thánh huy ở phía sau hắn triển khai, như quan ảnh cánh chim, Libram of Divine nội bộ lực lượng cũng bị dẫn động. Nó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cổ nóng rực, bổ sung chữa trị lực lượng ma lực, từ bờ lách ngón tay chảy vào thân thể, giống như là hỏa diễm nhóm lửa củi gỗ, toàn bộ thân thể hắn rất nhanh liền bị đặt trong holy light. Cái này thánh vật lực lượng quá mạnh. Khi nó được nhóm lửa, toàn bộ giáo đường đều bị chiếu sáng. Kim sắc ánh sáng dọc theo giáo đường đường vòng cung một đường kéo dài ra, thật nhanh đem toàn bộ hình khuyên tiểu giáo đường làm nổi bật lên như màu vàng biển ánh sáng. Quang mang kia chảy ra giáo đường ra, ở trong màn đêm tạo nên màu vàng đạo tiêu. Quanh mình thủ vệ Holy Knight như thấy thần tích, đối với tín ngưỡng tương đương chân thành bọn hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng tụng niệm thần thánh kinh văn, mà ở trong giáo đường, tại quan mang trung tâm nhất. Black đắm chìm trong ánh sáng, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Giống như là cởi trùng nhảy vào suối nước nóng, trước mắt hơi mờ thể nhân vật, ngoại trừ có thêm một cái Holy Light chúc phúc trạng thái ra, ngược lại không có bất kỳ mặt khác nhắc nhở hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên mặt, trên người mình bị hồng lông ngọn lửa nghiêm trọng hoại tử làn da đang khôi phục sức sống. Ở trong ánh sáng mỗi một lần hô hấp, đều sẽ phun ra một ít nóng rực khí tức, đây đại khái là lửa rồng lưu lại trong thân thể tầng sâu ảnh hưởng đang đương bài trừ ra. Mặc dù thể nhân vật kiểm định Black trạng thái là khỏe mạnh, nhưng trong một tháng này, hắn ăn nhiều đồ như vậy, lại một chút cũng không béo lên, vẫn là bộ kia thoát ly khỏi vong linh trớ chú gầy còn bộ dáng. Việc này hiển nhiên không bình thường. Hiện tại, trong thể nội bệnh dữ, đang được ấm áp Holy Light từng chút từng chút loại trừ. Những thương thế này, có lẽ sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, nhưng có bọn chúng tại, bờ lách liền nhất định vô pháp giống người bình thường sinh hoạt. Hai tử, có cổ âm lãnh lực lượng chiếm cứ trong linh hồn của ngươi, đó hẳn là như lời ngươi nói, đến từ he hem nữ vương Helia nguyền rủa lực lượng. Mượn nhờ thánh huy, ta có thể cưỡng ép xua tan nó. Nhưng nó sẽ phá hư linh hồn của ngươi. Giáo hoàng ôn hòa giọng nói, từ trong ánh sáng hiển hiện, hắn đối với bờ lách nói. Tình huống của ngươi ta cũng là lần thứ nhất gặp được, ở giáo hội điển tịch, cũng không có ai từng cùng thần bí he hem lực lượng đối kháng, cho nên ta không thể mạo hiểm. Ta sẽ mượn từ thánh khế, lưu lại một ít lực lượng, cho ngươi chúc phúc nó sẽ bảo hộ linh hồn của ngươi không bị kéo khỏi cơ thể. Trước khi đầu này bảo hộ mất đi hiệu lực, ta sẽ hết sức tra tìm biện pháp có thể tiêu trừ nó, nhưng người tốt nhất đừng lại tới gần Hải Dương, việc này sẽ để cho cái kia tử thần lại lần nữa chú ý tới ngươi. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, giáo hoàng đại nhân. Black thực thành ý nói lời cảm tạ, tại hắn nhìn chăm chú, trước mắt hơi mờ thể nhân vật, thanh trạng thái có thêm một cái, che chở chúc phúc khi nó có hiệu lực đồng thời, Hehem xứ sứ giả trạng thái lập tức trở nên u ám, giống như bị phong ấn, nhưng Spirit Hunter xưng hào vẫn còn ở đó. Đúng là ngoại ý muốn niềm vui. Hắn cùng với Hehem liên hệ bị tạm thời chặt đứt. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại để cho Black cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Không cần nói lời cảm tạ, tiểu đe so với ngươi hành tẩu ở trong bóng ma, ở tiền tuyến chiến tranh chống lại giả mang kẻ xâm lược, cho chúng ta nhân dân mang tới lòng tin cùng thắng lợi. Ta có thể vì ngươi cái này hài tử đáng thương làm được quá ít. Trận này chữa trị là ngươi nên được. Tại phao ôn hòa thanh âm, thần thánh quan mang dần dần thu lại, hình khuyên tiểu giáo đường lại khôi phục về trước đó an bình trạng thái. Black đưa thay sờ sờ gương mặt của mình. Bỗng thương vẫn còn ở đó. Nhưng khó coi kết vẫy cùng tổn hại huyết nhục đã một lần nữa được trao cho sức sống, hỏa long lưu lại sau khi được khu trục, nó liền sẽ dần dần phục hồi như cũ. Đây là một cái tự lành quá trình. Đại khái yêu cầu một hai tháng, miệng vết thương của ngươi liền sẽ khôi phục. Truyền kỳ Priest chuyển động hoa hồng tràn hạt, hắn nhìn xem lộ ra kinh khủng nụ cười Black, nói. Hy vọng sau khi vết thương của ngươi khỏi hẳn, tâm linh của ngươi cũng sẽ không hề bị những cái kia âm u ảnh hưởng, đe rét, mặc kệ ngươi về sau hành tẩu con đường là dạng gì ngươi cũng không cần độc thân tiến lên, không nên quên điểm này. Ngươi còn có người nhà chờ đợi ngươi trở về, mặc kệ ngươi đi bao xa, khi ngươi quay đầu nhìn lại, vĩnh viễn có một cái ấm áp mái nhà, đối với ngươi rộng mở ông ấp. Ân, cảm tạ ngài dạy bảo, đại nhân. Black lần nữa cúi đầu nói tạ. Hắn nói, ta sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của ngài. Mùi mùi của ngươi tiểu Zenana, đêm nay cũng theo đạo sư của nàng đến cung đình. Phao cười tủm tỉm nói. Có lẽ, ngươi có thể tại trước khi chính thức về nhà, lấy một thân phận khác, cùng người nhà tiếp xúc một chút. Nếu như có thể cảm giác được bọn hắn đối ngươi tưởng niệm, có lẽ tâm linh của ngươi cũng có thể được đến quý giá an ủi. Cái này. Hải tặc có chút chần chờ, hắn trầm mặt mấy giây, một lần nữa đeo lên khăn che mặt cùng mũ trùm, lại đem mặt mình đưa vào bóng ma, hắn lui về phía sau mấy bước, nói. Ta sẽ thử một lần, nhưng ngài mong muốn vậy thì hãy đi đi phao miệng hà phất phất tay hắn một lần nữa xoay người tiếp tục trước đó bị đánh gãy cầu nguyện ở trước mắt ôn hòa lưu chuyển quan mang hắn hình dáng như ẩn như hiện hắn nói dũng cảm bước ra bước đầu tiên tiểu đe rét ngươi đã vượt qua tử vong quay về người sống thế giới không có thứ gì lại có thể ngăn cản ngươi trở về bên cạnh bọn họ đừng để người đối với ngươi ông lấy mong đợi thất vọng bất kể là người nhà vẫn là bằng hữu. Holy Lai sẽ phù hộ ngươi. Cách giáo đường một bên khác cung đình hoa viên, đám người hầu đã ở chỗ này phủ lên đèn lồng cùng lụa màu, cách đó không xa thì có các quốc gia quý tộc đang tiến hành một hồi nhàm chán giao tế. Bọn hắn phần lớn là nhân vật trâu ria. Không có cách nào công khai tiến vào đại nhân vật tụ tập cung đình phòng yến hội, liền ở trong hoa viên duy trì lấy tự thân vòng tròn, Black ở trong bóng ma tiến lên, không có dẫn phát bất luận kẻ nào chú ý hắn dự định rời đi, hắn đối với trận này cung đình yến hội không có chút nào hứng thú. Bất quá trước lúc rời đi, có lẽ nên nghe theo giáo hoàng đề nghị. Đi xem một chút vị kia gần trong gan tất, mùi mùi. Trong lòng hắn cảm xúc có chút lưu động, nhưng cũng không có ảnh hưởng bờ lách hành động trong bóng ma, hắn cũng không có mang vũ khí, lại không phải tới chém chém dết dết. Hắn rất có lòng tin. Lấy mình bây giờ tìm hành kỹ xảo, sẽ không bị cung đình người hầu hoặc là nhàm chán quý tộc phát hiện. Ừm. Một tên được cho phép tại cung đình hoạt động ru, thật sự là hiếm lạ. Kết quả Black vừa chuyển qua một chỗ ngoặt, liền nghe đến bên người truyền tới một đạo ưu nhã mà mang theo vài phần Antarac khẩu âm lời nói, việc này kích thích hắn lông tóc dựng đứng. Hắn ở trong bóng ma quay đầu lại. Liền thấy một vị tóc đen mắt đen, một bộ áo bào đen da thân, ăn mặc trang nhã mà có khí chất nam tính quý tộc, đang bưng lấy một chén rượu, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Bóng ma căn bản ngăn cản không được vị kia quý tộc ánh mắt, khi hắn nhìn qua, hải tặc quanh thân khép lại bóng ma, thậm chí sẽ chủ động tản ra, giống như e ngại, không còn tận lực che chắn Black. Hắn có thể thấy rõ ràng Black, thậm chí còn chủ động dơ ly rượu lên, đối với hắn mời một ly. Black cũng có thể nhìn thấy hắn. Thậm chí không cần điều tra, liền biết trước mắt người này là ai uống một chén đi, rút tiên sinh. Vị kia phát hiện Black quý tộc tiên sinh, từ trên ghế đứng người lên, tự thân vì Black rót chén rượu, đồng thời đi đến bên cạnh hắn. Không làm cho những người khác chú ý, sau đó đem chén rượu kia đưa cho ẩn trong bóng ma Black. Hắn lần nữa nâng chén, ngữ khí nhiệt tình nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là vị kia cho chúng ta quốc gia, làm xuống sự nghiệp vĩ đại, Oxlayer, một vị không cầu danh lợi liên minh tân tinh. Ta nghe nói, ngài quả quyết mà kiên trì uyển cử hết thảy vinh quang. Nếu như không phải Lô Tha Nguyên Soái muốn tại tối nay tuyên dương trận này đại thắng, ngài khả năng cũng sẽ không xuất hiện ở trận này sốc nổi yến hội. Cá nhân ta phi thường tôn trọng như thế nghĩa cử, người coi trọng phù hoa như ta là không làm được không màng danh lợi, cho nên ta càng tôn trọng những người chiến sĩ có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước thúc. Ngài quá khen, tiên sinh. Black từ trong bóng ma hiện thân hắn tiếp nhận chén rượu, cùng vị này phong độ nhẹ nhàng quý tộc tiên sinh cùng ly. Hắn nói, ta chỉ là làm việc mà ta nên làm, đây là nghĩa vụ của ta, cùng là lời thề mà ta phải hoàn thành. Ừm, ta nghe nói quá khứ của ngài. Vị này quý tộc nhấp rượu, trong mắt hiện ra một vệt tìm tòi nghiên cứu, hắn nói. Nghe nói ngài đến từ khang mô đan hải chiến. À, ta còn không có tự giới thiệu, quá thất lễ. Khi nói chuyện, hắn đứng thẳng người, phủi phủi ống tay áo, rất thỏa đáng, mang theo một tia quý tộc đặc hữu thận trọng, đối với Black tự giới thiệu. Tên ta là Davan. Prestor, đến từ Antarac, trước mắt tại dưới trướng tôn quý Terence quốc vương vị liên minh phục vụ, giống như Prestor gia tộc các vị tổ tiên, chúng ta mỗi thế hệ đều vì quốc vương phục vụ. Nhưng ta chỉ là tiểu nhân vật. So với anh hùng giống như ngài, hành vi của ta liền nhỏ bé không đáng giá nhắc tới hắn cực kỳ khiêm tốn đối với Black nói, "Tối nay có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá vinh hạnh." Thực sự không dám giấu giếm, liên quan tới ốc cùng bọn hắn nắm giữ Long, ta đối với việc này rất có hứng thú, Liên Minh cũng rất đau đầu về việc Hồng Long khuất phục với những cái kia Âu. "Mà ta nguyện ý vì đại nhân vật bại ưu giải nạn, nhưng ta khó mà tìm tới dũng sĩ chân chính trực diện Hồng Long mà còn sống sót, có lẽ ngài có thể vì ta dạng này ở trong cung đình." không có dũng khí đạp lên chiến trường tiểu nhân vật, miêu tả một cái trận kia hải chiến. Nếu như kinh lịch của ta có thể trợ giúp liên minh đánh bại gia Sanh, dù là chỉ có thể đưa đến nhỏ bé tác dụng, ta cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Black nghiêm túc khẽ gật đầu, hắn đối trước mắt quý tộc làm mời thủ thế. Nói, ta sẽ từ đầu chí cuối vì ngài giảng thuật tất cả chuyện này, đây là ta vinh hạnh, đa vang tiên sinh, xin mời đi theo ta, kinh nghiệm của ta tương đối khúc chiết. Đặc biệt là sau khi đào sinh khỏi miệng rồng. Chỉ mong việc này sẽ không chậm trễ ngài quý giá thời gian. Thật tốt, ngài thật không hổ là liên minh dũng sĩ. Đa vang lãnh chúa lại tán thưởng một câu, liền theo Black đi vào vườn hoa góc khuất. Không người phát hiện bọn hắn biến mất. Thậm chí căn bản không có người chú ý tới Black xuất hiện, liền tự như có kỳ lạ lực lượng, đang ảnh hưởng toàn bộ vườn hoa. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Lặp lại chiêu cũ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 52 Lặp lại chiêu cũ như vậy, dựa theo cách nói của ngươi, Black Tiên Sinh, khi Dragoma ốc khống chế Hồng Long, những con rồng kia đã cơ bản là không phản kháng, đúng không? Tại cung đình vườn hoa gốc khuất, bưng chén rượu đa vang. Presto lãnh chúa, nghe rất chân thành, hắn biểu hiện giống như là chân chính bác vật học gia. Không chỉ là đơn thuần lắng nghe Black ở khai mô Đan hải vực tao ngộ. Còn thỉnh thoảng đưa ra một ít chi tiết phương diện vấn đề, giống như là thật đang trợ giúp liên minh quân đội, thu thập liên quan tới Dragoma thị tộc tình báo. Trang Tiếp tục Trang Black vẽ mặt thành thật khẽ gật đầu, đồng thời chửi thầm cái này hí tin Hắn biết người này thân phận chân thật. Nhưng trên thực tế, Black chính là vì trước mắt vị này đa lãnh chúa mới quyết định tới lóc đa Rôn. hắn tiếp nhận phao miệng hạ trị liệu đây chẳng qua là thêm vào phúc lợi thôi thanh đồng long Jeffy đang đuổi bắt hắn cái này thời gian cặn bã nó sẽ không từ bỏ mà black cũng đã cảnh cáo đầu kia ấu long nếu như nó lại đến liền sẽ đưa lên mạng nhỏ hải tặc không phải đang hư trương thanh thế trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng nhân loại quý tộc chính là hắn vì đầu kia thanh đồng long chuẩn bị trí mạng cạm bẫy. Nếu như nó thật tới, vậy nó cũng đừng nghĩ rời đi, ai cũng vô pháp tự trong tay cái này đặc thù sinh vật cứu nó, liền xem như lốt ốc tam nô no cũng không được. Từng, xem ra liên quan tới Dragoma thì tộc đủ loại nghe đồn đều là thật. Sau khi nghe xong Black cố sự, đa vàng lạnh chú vuốt cầm, hắn vẽ mặt thành thật nói. Theo ta hiểu biết, liên quan tới cự long tin tức đến xem, bọn chúng cũng không phải là sinh vật dễ dàng khuất phục, ý chí của bọn nó mạnh mẽ ngang với lực lượng của bọn chúng. Ốc khẳng định nắm giữ tà ác vật phẩm có thể khống chế hồng lông, không chừng là một kiện thần khí, người cung cấp tin tức phi thường trọng yếu, Black tiên sinh. Ta phải đưa chúng nó chỉnh lý một phen. Sau đó hướng chư vị quốc vương cùng nguyên soái báo cáo tình huống này, nếu như có thể, chúng ta nhất định phải tổ chức một hồi tập kích, đem cái kia thần khí từ trong tay ốc đoạt lại hắn rất có trật tự kế hoạch đến. Có lẽ liền nên tại sau khi chúng ta ở chính diện chiến trường áp chế Âu, liền tuyển ra một ít tinh nhuệ, cũng tỉ như ngươi dạng này dũng sĩ, lại mời Đa La Rang Pháp Sư tham chiến. Có lẽ còn có thể từ dị tộc dũng sĩ chọn lựa ra một hai vị chiến sĩ, gia nhập trong đó. Ta rất tình nguyện vì liên minh phục vụ, lãnh chúa tiên sinh. Black ho khan một tiếng, hắn đề nghị đến nhưng Dragoma ốc chiếm cứ đốt phế thành Grim Ba tôn nội bộ quá mức phức tạp, ở trước khi hành động bắt đầu, chúng ta còn nhất định phải liên lạc quy hem đốt. Nếu như bọn hắn có thể cung cấp một vị dẫn đường, vậy liền không thể tốt hơn. Ừm, xác thực như thế. Đa vang lãnh chúa hài lòng khẽ gật đầu, hắn đối với Black nói. Đề nghị của ngươi phi thường trọng yếu, ta sẽ dùng chúng nó tới thiết kế một hồi hành động, đến lúc đó nhất định sẽ mời ngươi, Black tiên sinh. A, à, nhìn xem ta vụng về, đã làm trễ nải ngươi quá nhiều thời gian. Ta không nên lại quấy rầy dũng sĩ nghỉ ngơi. Ngài mặc dù không màng danh lợi, nhưng thân là người trẻ tuổi, vẫn là nên học được hưởng thụ sinh hoạt. Tin tưởng ta, chỉ cần ngài nói ra thân phận của mình, tối nay Yến hội sẽ có rất nhiều nhiệt tình nữ sĩ sẽ nguyện ý cùng ngài cộng độ đêm xuân. Các nàng thậm chí sẽ không để ý vết bỏng của ngài, các nàng sẽ dùng một loại phương thức khác khao thưởng liên minh anh hùng ngài không cần câu thúc, càng không cần cự tuyệt. Đây cũng là một trong những dụng ý mà hôm nay quốc vương bệ hạ mời các nạn đến cung đình. Mịt mờ nói đùa xong, cười ha ha đa vang lãnh chúa rất có lễ phép đối với Black thi lễ, liền muốn rời khỏi. Lại bị Black gọi lại, hải tặc ánh mắt lộ ra một bộ do dự, hắn tới gần lãnh chúa, nhẹ nói. Còn có một việc, ta không biết nó sẽ trợ giúp đến ngươi hay không, đa vang tiên sinh. Kỳ thật, Ta không chỉ là ở Khai Mô Đan Hải vực gặp được rồng, tại Phu thiên địa khu, đại khái nửa tháng trước, khi ta dọc đường đến Đun Nhôn Kiếp, đã từng nhìn thấy qua một con rồng. Từng. Đa vang lãnh chúa sửng sốt một chút, hắn lập tức ngữ khí nghiêm túc hỏi lại đến. Một con rồng. Tại Phu Thinh nội địa. Ngươi không có nói đùa sao, Bờ Lách Tiên Sinh. Không có, ta thề ta thấy được nó. Hải tặc vẽ mặt thành thật nói đó là vào chạng vạn tối, ta nhìn thấy loài rồng bóng ma từ Thorai Sở Quan vượt qua, nó bay vô cùng cao, mà lại cùng ta thấy qua hồng long không giống nhau lắm. Lúc ấy nó đang hướng Tây Bắc phi hành, đó chính là Lót Đa phương hướng. Một đầu hướng Lót Đa bay tới cự Long. Có ý tứ. Đa Vang vuốt cầm, hắn nhấp một ngụm rượu, lại hỏi. Người nói nó cùng ngươi thấy qua hồng long không giống nhau lắm. Nơi nào không giống? ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả, như người thấy, ta không phải một tên bác vật học gia, ta chỉ là một gã phổ phổ thông thông thích khách, ta đối với cự long hiểu rõ không nhiều. Black gãi gãi mũ trùm, hắn lộ ra hoang mang biểu lộ, nói. Nó so hồng lông nhỏ hơn, mà lại ở dưới ánh tà dương thêm vào, lân phiến phản xạ ánh sáng cũng không phải màu đỏ như hỏa diễm, mà là như kim loại quan trạch. Ta còn hoài nghi là ta nhìn lầm, đa vàng tiên sinh, ngài tự hồ đối với cự long hiểu rõ rất nhiều. Ngài biết trên thế giới này, có loại nào cự long có lân phiến là màu đồng thau sao? Có. Prestor lãnh chú nhìn thoáng qua Black, trong mắt lóe lên một vệt khác thường ánh sáng. Hắn nói. Theo hai Elvet một ít điển tịch ghi chép, Azeroth loài rồng chủng loại khá phong phú, có ngũ sắc cự long quân đoàn làm thủ hộ giả sôi nổi ở thế giới các nơi. Còn có một ít á loại cự long, ta cũng không phải toàn bộ đều biết. nhưng nếu như ngươi miêu tả không sai, ngươi nhìn thấy, hẳn là một đầu thanh đồng lông. đó là một đám. nói như thế nào a? À? đa vang lãnh chúa tay trái hơi hoạt động, tự hồ đại biểu cho hắn lúc này tâm tình biến hóa. hắn nhấp ngụm rượu, giống như là đã mất đi hứng thú nói chuyện. hắn nói, đó là một đám tỷ thế sống một mình, không để ý tới thế giới biến hóa, hết lần này tới lần khác lại là rất chán ghét gia hỏa ân, ừ, bọn chúng thế mà lại xuất hiện ở Lót Đa Rôn địa khu, thật là để người kinh ngạc. Có lẽ là vì thứ nào đó mà tới. Nào đó bảo tàng. Black biểu hiện giống như nghe được cự long cố sự truyền thuyết người bình thường, hắn suy đoán nói. Có lẽ bọn chúng cũng bị ốc khống chế, đến đây công kích chúng ta. Việc này cũng không yêu cầu ngươi lo lắng, Black tiên sinh, đêm nay chúng ta nói chuyện đã đủ nhiều, tiếp xuống, mời hưởng thụ tiệc tối thời gian đi. Đa vang lãnh chú biến lãnh đạm một ít. Hắn hướng bơ một lần cuối cùng nâng chén, dùng ôn hòa mà không mất đi xa cách ngữ khí cáo biệt, lại quay người về tới đám kia đang ở yến tiệc quý tộc. Thật giống như sau khi Black cung cấp tin tức mà hắn cần xong, liền đã mất đi tất cả giá trị. Thật sự là lãnh khốc a. À. Hải tặc ngược lại không thèm để ý chút nào. Hắn đen chén rượu ném vào trong bụi hoa, cuối cùng nhìn qua đang cùng một tên quý tộc nữ sĩ nói chuyện phím đa vang. Prestor lãnh chúa, sau đó lui lại một bước, tiến vào tìm hành. Thật nhanh rời đi chỗ này vườn hoa. Chuyện mà hắn nên làm, và có thể làm, đều đã xong. Cạm bẫy đã bày ra, hiện tại nên ném ra mọi câu sau đó rời đi, vừa rồi vị kia quý tộc tiên sinh thân phận tin tức, liền cuồn cuộn trong Black ký ức. Đa vang. Prestor lãnh chúa. Đến từ Antarac, hắn cũng không giống như chính hắn khiêm tốn tự xưng, là một vị tiểu nhân vật. Nhưng trên thực tế, hắn là toàn bộ nóc lên chính trị vòng nhân vật trọng yếu. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhiều năm trước xuất hiện ở nóc lên, tại nhân loại vương quốc thượng tầng cấp tốc mắt nối ra một trương khổng lồ mạng lưới quan hệ, tầm ảnh hưởng của hắn tương đối lớn. Trực tiếp nhất ví dụ là, 4.5 năm trước, đối mặt Stowin vương quốc bị ốc công kích tin tức, lúc ấy khi nót lên quốc gia thảo luận muốn xuất binh hỗ trợ hay không, chính là Prestor lãnh chúa tuyên bố ốc bất quá là phiền toái nhỏ. Hắn gần như lấy sức một mình, ngăn trở nót lên đối với Stowin vương quốc viện trợ, sau đó, sau khi Stowin bị diệt quốc, đa lãnh chúa lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Lắc mình biến hóa, biến thành cực đoan phái chủ chiến. Việc này để hắn lần nữa thắng được càng nhiều danh vọng. Lô Tha Nguyên soái có thể thuận lợi chấp chưởng nhân loại liên quân, nhân loại quốc gia có thể liên hợp cùng một chỗ chống lại đến cùng. Ngoại trừ phao miệng hạ đệ tử, Tu Ra Li Ân tiên sinh ở quốc vương nghị hội một phen đặc sắc diễn thuyết ra, vị này trốn ở phía sau mạng quý tộc cũng ở trong đó hòa giải, bỏ khá nhiều công sức. Nhưng tất cả đám này hoa lệ xưng hô cùng có thể xưng một tay che trời quyền thế, đối với Đa lãnh chúa mà nói, đều không trọng yếu. Những thứ này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần vị này quý tộc nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể trong chớp mắt hủy đi toàn bộ cung đình. Hủy đi toàn bộ Lord Daron, thậm chí toàn bộ lên, thậm chí toàn bộ Easter Kingdom. Nhân loại vương quốc cùng ốc chiến tranh đối với hắn mà nói, bất quá là khi nhàn hạ giải trí thôi. Hắn là một đầu dấu ở thế giới loài người cự long. Một đầu từ trước tới nay cường đại nhất hắc long vương giả, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất ở Azeroth một trong những hát thủ phía sau màn yên lặng ảnh hưởng nhân loại cùng ốc chiến tranh. Hắn đang cùng lũ sâu kiến chơi một hồi, nhân vật đóng vai, trò chơi. Hắn thích thú. Hắn có một danh tự khác không muốn để người biết. Hắn rất thích tự xưng là Deep Wing, theo Walker. Hắn ngụy trang kỹ xảo cực kỳ hoàn mỹ, phao giáo hoàng dù là truyền kỳ 3S, cộng thêm trong phòng yến hội những cái kia truyền kỳ, khoảng cách gần như vậy, đều hoàn toàn không thể phát hiện lai lịch của hắn. Nhưng Black biết rõ lịch sử. Hắn biết Davan thân phận cùng lực lượng của hắn, hắn biết Đít Quyên tất cả cố sự cùng nhân sinh vận mệnh của nó. Hắn biết nó tính cách đặc thù cùng tâm lý nhược điểm. Hắn biết nó ẩn núp tại nhân loại cung đình mục đích. Hắn biết liên quan tới Đít Quyên hết thảy, hắn thậm chí so chính Hắc Long Vương giả đều muốn càng thâm nhập hiểu rõ nó. Cho nên, cổ lực lượng này liền có thể để cho hắn sử dụng. Chỉ cần cẩn thận một chút không nên bị cái này nguy hiểm như là thần linh nhân vật nắm được cán, cũng tỉ như như bây giờ, nho nhỏ lộ ra một câu, chôn xuống một cái phục bút, đào xuống một cái hố, bày ra một cái bẫy rập. Tự như ở đun nhôn kiếp, vẫy ra mồi câu, lặp lại chiêu cũ. Bất quá lần này, liền không còn là trước đó tiểu đã tiểu nháo, mà là chân chính trên ý nghĩa mượn đau giết người. Zenana, Genana, ta sai rồi. Tại hai tử chạy vội tiếng bước chân, Nam Hài lo lắng thanh âm mang theo vài tia xin lỗi vang lên, hắn tự hồ đang kêu gọi bằng hữu của mình, nhưng cũng không đạt được đáp lại. Đó là một người mặc hoa lệ trang phục thợ săn, bên hồng phối thêm một cây đoạn kiếm, có một đầu tóc vàng, còn hất lên mũ che màu xanh lam, ăn mặc giống một tên tiểu chiến sĩ Nam Hài. Hắn đang chạy nhanh, phía sau đi theo lo lắng người hầu. Tên hắn là Atha. Matthew, Terence hai con trai, hiện giờ Lord Daron vương tử cũng là vương quốc tương lai thái tử. Cách ta xa một chút. Ác à tha, ngươi cái này chán ghét quỷ, ta chán ghét ngươi y. Ở hắn phía trước, mặt màu lam váy dày, tương tự có một đầu tóc vàng tiểu cô nương, cũng không quay đầu lại dẫn theo mép váy đang chạy vội, trên mặt nạn còn có khóc qua vết tích. Uy, ta không phải cố ý nói về ca ca ngươi, ta sai rồi, ngươi đừng chạy. Tiểu vương tử một bên đuổi theo bạn tốt, vừa một bên xin lỗi nhưng tiểu công chúa căn bản không để ý tới hắn nhân gia có tư cách chơi dạng này tính tình vì tiểu công chúa kia thân phận cũng không bình thường tên nàng là zenana Prudomo, nhân loại ở hải dương cường thịnh nhất quốc gia cùng ti ra vương nữ dalin tiểu nữ nhi cùng trên tay hòn ngọc quý hai người về mặt thân phận cũng không có cao thấp khác biệt zenana ta thật không cố ý tiểu nam hài dù sao bước chân nhanh hơn rất nhanh liền đuổi kịp bằng hữu, hắn lôi kéo Zenana cánh tay, rất tính trẻ con liên tục nói xin lỗi, nhưng Zenana cũng không dính chiêu này. Nàng là cung ti ra, trong tính cách có trời sinh dũng mãnh một mặt, mà lại ác tha cái này chán ghét quỷ, lại dám ở vừa rồi, nhấc lên chính mình anh dũng chiến tử ca ca. Việc này không hề nghi ngờ chạm đến tiểu công chúa chuyện thương tâm. Khi ác tha tiếp cận, nàng duỗi ra hai tay, bỗng nhiên đẩy, đem tiểu vương tử đẩy đến đặt mông ngồi dưới đất, chính mình lại lui về sau một bước. Kết quả không có đứng vững, thét chói tai vang lên từ trên cầu thang ngã xuống. Ở vườn hoa gốc khuất, ẩn trong bóng ma Black nội tâm phun trào một cổ kỳ dị cảm xúc, Shadow Step ngay lúc này khởi động. Ba, thét lên tiểu Zenana, rơi vào một cái ấm áp lòng ngực, nàng mở to mắt, liền thấy một người mang theo khăn che mặt cùng mũ trùm, trên người đang có bóng ma sương mù tản mạn ra kẻ thần bí. Người kia đối nàng nháy mắt, trong mắt tựa hồ cũng mang theo ánh sáng. Cẩn thận một chút, tiểu cô nương, trước khi học được Berlin Ma Pháp, bậc thang đối với ngươi dạng này tiểu pháp sư mà nói, cũng là rất nguy hiểm. Black nói như thế. Đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Thanh đồng Long Je Phi, ta lại tiếp xúc đến một cái cùng thôn trọng yếu thế giới tuyến tiết điểm, ta rất chờ mong, người đêm nay. Đến đây, phó ước. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Dê Phi Quyết Tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 53 Dê Phi Quyết Tâm Kaka. Trung cung đình vườn hoa, tiểu dê Nana nhìn thấy trước mắt cặp mắt kia, lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng sau một khắc, nàng liền ý thức được. Chính mình nhận lầm người. KK của mình không có gầy yếu như trước mắt vị này hảo tâm tiên sinh. Mà lại gương mặt hắn còn có tổn thương, không anh tuấn bằng ca ca của mình, trong trí nhớ ca ca là người rất trực rỡ, khí chất cũng sẽ không có u ám như thế. Đây là một người khác. Hắn không phải ca ca. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Zenana bị Black đặt xuống mặt đất, nàng rất lễ phép cảm tạ trợ giúp nàng tiên sinh, lại một mặt hiếu kỳ dò xét hắn. Trong cung đình sẽ không cho phép rút tìm hành nhưng trước mắt vị tiên sinh này lại từ bóng ma hiện thân, liền chứng minh thân phận của hắn là đặc thù. Hắn là ai? Black chỉ là khẽ gật đầu. Cương nhìn đè lại nội tâm cổ kia không thuộc về hắn tâm tình ba động. Derek vương tự ký ức cuồn cuộn trong đầu, tự hồ có thanh âm đang thúc giục hắn, ông lấy gấp trước mắt huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng hắn không thể làm như thế. Cẩn thận một chút, tiểu công chúa, thuộc nữ là không thể thô lỗ như vậy hắn dùng khàn khàn thanh âm đáp lại. Sau đó liền muốn quay người rời khỏi. Oxlayer. Kết quả bên cạnh từ dưới đất bò dậy ác tha, liếc nhìn Black mang tính tiêu chí trang phục, lập tức kinh hô một tiếng, tiểu vương tử hai mắt mang theo ánh sáng, từ trên bậc thang chạy xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Lách trên dưới giò xét, hắn nói. Ta từ mua rai đạo sư nơi đó, nghe nói chuyện xưa của ngươi, Oxlayer đạo sư nói ngươi độc thân giết mấy trăm gia xanh ốc. Ngươi thật sự rất tốt. Ta về sau cũng muốn trở thành chiến sĩ cường đại như ngươi. Cũng giống như ngươi, bảo vệ nhân dân của ta. Tiểu vương tử lớn tiếng nói. Hướng dũng sĩ kính chào. Ta không nghi ngờ dũng khí của ngươi, ác tha điện hạ. Black nhìn xem hắn, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Jenana, hắn nói. Nhưng muốn trở thành dũng sĩ, cũng không thể từ khi dễ một vị nữ sĩ bắt đầu đi. Ta sai rồi. Ác Tha ảo não nắm tóc, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: Ta không phải cố ý làm tức Zena. Nàng là bạn tốt của ta, ta chỉ không cẩn thận nói ra ca ca nàng sự tình, nhưng trên thực tế ta cũng rất sùng bái Derek ca ca. Hắn là một vị anh hùng, đáng tiếc hắn đã rời đi chúng ta. Không. Ngươi nói bậy. Nghe được lời này. Zenana lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, như xù lông mèo con thét lên. Kakata mới không có chết. Hắn đã đáp ứng ta, tại sau khi đi thuyền kết thúc, liền sẽ tới Đa La Rang xem ta, hắn xưa nay sẽ không gạt ta, các ngươi đều gạt ta nói ca ca chết trận. Nhưng không có. Hắn không hề rời đi ta, ta còn mơ tới hắn. Mơ tới hắn tại cung Tira mang ta ra biển câu cá, mơ tới hắn và ta, còn có ba ba mụ mụ, còn có đồ đần tender, còn có một cái ta không biết tóc vàng tỷ tỷ cùng một chỗ. Đạo sư nói cho ta, Pháp sư giấc mộng là thế giới hiện thực tại Akanma võng cái bóng, đều bao hàm đặc thù hàm nghĩa. Kaka ta khẳng định còn sống. Không cho người nói lung tung. Ác tha lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ, tuổi còn nhỏ liền nhìn ra được anh Tuấn khuôn mặt lộ ra cổ quái biểu tình, toàn bộ nhân loại vương quốc đều biết Derek vương tự chết trận. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này tiểu công chúa chính là không thừa nhận. Không ai có thể thuyết phục nàng. Ta đã thấy ca ca ngươi, Yenana tiểu công chúa. Ta từng tại Khai Mô Đan Hải Chiến, tại Intrip Hào Chiến Hạm Phục Dịch. Ta tận mắt nhìn đến qua Derek Vương Tử Anh Dũng chiến đấu. Hắn đúng là anh hùng. Black ngồi sống người xuống, đối chỉ có 9 tuổi Yenana nói. Ta là người trải qua trận chiến kia, người giống như ta ngươi hẳn là rất ít có thể tìm tới. Thật vậy chăng? Tiểu Pháp Sư nghe thế liền lộ ra kinh hỉ. Nhưng màu xanh lam mắt to cũng nhiều một lần sợ hãi cùng bất an. Nàng nắm chặt mép váy, sợ từ vị này xa lạ, nhưng để cho nàng cảm giác được thân cận rút tiên sinh, nghe tới bi kịch tin tức giống như những người khác truyền miệng. Bên cạnh tiểu ác tha cũng khẩn trương. Hắn biết Derek vương tử chết đi, đối với bằng hữu ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu hắn cũng sợ hãi Black lại trần thuật tàn nhẫn chân tướng. Nhưng Black không có. Hắn chỉ là ngữ khí ngắn gọn đối với Zenana nói. Derek vương tử cùng im hào chiến hạm, quả thật bị ốc khống chế hồng lông đánh trúng. Zenana trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, thân thể cũng lay động một tia, nhưng ngay sau đó, Black ngữ khí liền nhẹ nhàng biến đổi, hắn nhẹ nói. Ta tận mắt nhìn đến hắn rơi vào biến cả, nơi đó hỗn loạn tưng bừng, Ta không biết hắn còn sống không. Nhưng tương tự, ta cũng không thể xác định hắn là thật chiến tử tại nơi đó. Black đứng người lên, lui về sau một bước, kêu gọi bóng ma bao khỏa thân thể của mình. Hắn đối với Yenana nháy nháy mắt, ngữ khí nhu hòa nói. Nhưng nếu như ngay cả kẻ vô năng như ta, đều có thể từ tràn kia kinh khủng chiến trường trốn tới, có lẽ... Ta liền biết, ca ca của ta không chết tiểu công chúa ngay lúc này lau sạch sẽ nước mắt, nàng nở nụ cười, kiên định nói. Hắn nhất định sẽ trở về xem ta, hắn chưa bao giờ lừa ta, hắn nhất định sẽ làm được chuyện mà hắn đáp ứng ta, ta liền biết, bọn hắn đều gạt ta. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Cảm ơn ngươi mang về ca ca ta tin tức, phụ thân nhất định cũng sẽ thật cao hứng, ta. Xuyệt trốn vào bóng ma nháy mắt kia, Black duỗi ra mang theo hộ thủ ngón tay, đặt ở bên miệng, làm cái chớ lên tiếng động tác. Hắn đối với tiểu dê Na nói. Đa la ràng có một cái thần kỳ cầu nguyện suối phun, đúng không? Tiểu công chúa, ngươi hẳn phải biết, có chút mỹ hảo nguyện vọng, một khi nói ra, liền sẽ không thể được thực hiện rồi. Đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi đi. Hắn sẽ xuất hiện. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Ta cam đoan. Ừm. Tiểu công chúa lập tức che miệng lại, thật giống như sợ mình nói ra nguyện vọng, đúng như trong truyền thuyết cầu nguyện sẽ không linh, nàng cùng ác tha đưa mắt nhìn Black trốn vào bóng ma. Và giây đồng hồ sau, tiểu ác tha nói khẽ với tiểu Zenana nói. Người bây giờ vui vẻ a à? Đó là Oxley ai, liên minh dũng sĩ, hắn vừa mới dũng cảm ám sát một vị gia sanh truyền kỳ Black Master, hắn sẽ không gạt người. Có lẽ ca ca của ngươi, bây giờ đang ở một nơi nào đó dưỡng thương đâu. Có lẽ hắn cũng giống như ngươi, đang đợi sau khi bản thân khỏi bệnh, liền sẽ kỳ tích xuất hiện ở trước mắt ngươi. Tóm lại, đừng nóng giận có được hay không. Varian còn ở phòng yến hội chờ chúng ta đâu, chúng ta. Phanh tác tha còn chưa nói xong, một nắm đấm liền từ phía sau nhẹ nhàng đánh vào đỉnh đầu hắn. Sau đó một cái 15.16 tuổi, tương tự mang theo vương tử giải lụa tóc đen người trẻ tuổi, liền từ phía sau, ông lấy ác tha cùng Zenana bả vai. Hắn thấp giọng nói. Cho nên, là ai khi dễ tiểu na? Là Atha tên ngu ngốc này sao? Tiểu na có cần ta hỗ trợ đánh hắn hay không? Varian. Hai cái tiểu hài đồng thời kêu một tiếng. Bọn hắn cười hì hì quay đầu ôm sau lưng người trẻ tuổi. Hắn là Lưu Vong Nót Lên, tạm cư Lót Đa cung định Stowin vương tử Varian. Win, năm nay 15 tuổi, ba người bọn hắn là Hảo bằng Hữu bọn hắn cũng nhất định sẽ ở tương lai, làm ra một phen lẫy lừng sự nghiệp. Ở càng xa xôi mái hiên, ngồi sống trong bóng ma bờ lách, trông về phía bên này, hắn nhìn thấy tiểu Yenana liếu riếu đối với Varian nói gì đó, mà Varian vẻ mặt ôn nhu lắng nghe. Hắn đoán trước tương lai liên minh chí cao quốc vương, như một vị thân thiết ca ca, chiếu cố tiểu Yenana cùng Atha, hắn ở trong bóng ma cũng nở một nụ cười cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nắm chắc màu bạc hình mỏ neo mặt dây chuyền. Prudomo gia tộc Gia Huy ở trong Long hỏa đốt cháy cũng bị hòa tan mấy phần, hắn vốn là dự định đưa nó giao cho Zenana, nhưng bây giờ, hắn nhìn thoáng qua trước mắt, lắc đầu. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy, hơi hoạt động bả vai. Vẫn chưa tới lúc đâu. Black khi nhàn hạ cũng suy nghĩ qua nên như thế nào dùng Derek. Prudomo thân phận này, cùng người nhà hắn ở chung, nhưng càng nghĩ, hắn cũng không có đạt được đáp án. Đây giống như là muốn một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, ở trong một đêm, thích ứng cũng dung nhập một cái hoàn toàn xa lạ gia đình. Dù là chỉ cân nhắc hiệu quả và lợi ích nhân tố, đây cũng là chuyện không thể nào. Dù Black biết rõ gia đình kia mỗi người cố sự, mỗi người nhân sinh quỷ tích. Hắn quen thuộc bọn họ. Thậm chí so với chính bọn họ bản nhân, liền càng hiểu rõ hơn, nhưng càng như vậy hắn đối với gia tộc kia ở tương lai gặp gền vận mệnh thì càng nhìn mà phát khiếp. Mà lại, hắn cũng không có cách nào cam đoan mình ở quen thuộc nhất đe rét. người thân quan sát, đóng vai vị vương tử kia, mà không lộ tẩy. Cung ti ra xác thực không có phao miệng hạ dạng này truyền kỳ pre nhưng bọn hắn nơi đó có xuyên of đám kia tai uy năng cũng không thấp hơn Dalaran Pháp Sư. Húng chi, cùng Prudomo gia tộc đi rất gần xuyên op the storm phía sau còn dính líu azeroth thế giới nguy hiểm nhất giỏi nhất về mê hoặc nhân tâm một cổ lực lượng đó là sohelia hehem càng nguy hiểm hơn sức mạnh hắn còn không có làm tốt chuẩn bị để tham gia trong đó khi tiến vào thế giới mới chính hắn sinh hoạt đều là rối loạn đâu hắn cũng không có năng lực tại thanh đồng long truy kích lại đi cải biến gia tộc kia ở tương lai nặng nề vận mệnh ân ừ nói đến phiền phức, nói đến thanh động long, Black từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngắm nhìn phương xa hắc ám chân trời, vuốt cầm, trong lòng nghĩ đến: ta lần trước thế nhưng là lưu lại cảnh cáo, chỉ mong ngươi học ngoan một chút. Chi liên quan, bên Ninh Berlay thì tộc chiến bại thổ địa, hai Elves hình thái thanh đồng ấu long Jeffy, đang ở nơi đây tiến hành điều tra cùng kiểm trắc, phiến chiến trường này đã bị Ravenholm thích khách quét dọn rất sạch sẽ bất luận vật gì có giá trị đều được thu về thế nhưng chỉ là phàm nhân thanh lý ở trong mắt một đầu thanh động lông nơi này còn lưu lại rất nhiều vô pháp bị xem nhẹ vết tích Gia phi lơ lửng cách mặt đất mấy tấc tại nàng màu vàng mắt rồng chung quanh đêm tối hiện ra từng đạo lưu sa gió nhẹ Đêm đêm hôm đó phát sinh hết thảy đều vẽ ra giống như là khóc huyển ba dê hình chiếu giống như là một hồi phim đang được phát ra je phi giống như là tồn tại chân thật người đứng xem đứng ở nơi đó. Nhìn xem mấy ngày trước đó, nơi này phát sinh qua hết thảy. Nàng nhìn thấy đang bị Assassin liếc chặn lại ám sát. Cũng nhìn thấy Shadow cung xin làm rối. Sự tình đến nơi đây vẫn là bình thường, nhưng sau đó, thời gian cạn bã đe rét. Prudomo xuất hiện, lập tức liền đem thế cục dẫn hướng mất khống chế. Đang. Trai, Blue Deep chết trận sớm 3 tháng. Sankes vốn nên ở khi đang tham gia Âu Hót chiến dịch, đồng thời chiến tử ở Burning Ship, trằn trọc rơi vào trong tay một tên sau cùng Burning Play Play Master Samuro, cũng bị đe rét. Prudomo đạt được. Mà vốn ở vào sau trận chiến, cô độc trở về Drano không trọn vẹn thế giới, tại Nagrang Đại Thảo Nguyên làm ra một phen sự nghiệp Lanterso. Bernin Play thì lại bị Handun. Brywin bắt sống, hiện tại đã bị nhốt vào Đa La Rang Violet Hâu Ngục Giang. Không nên chết ở chỗ này lão Berlay Master Jubeithos, cũng chết ở Pathonia và Murai Vây Công, càng hỏng bét chính là, đang truyền kỳ thân thế bị Shadow Cung xin cầm đến. Quả thực là rối loạn. Jeffy hai mắt hiện ra một cổ phẫn nộ. Cứ việc đang cùng Burning Berlay thì tộc biến thiên dẫn dắt ra những biến hóa này, còn xa không đủ để ảnh hưởng thế giới tuyến, nhưng đối với nó mà nói, loại này tùy ý cải biến thời gian tuyến cách làm, không khác gì một lần nữa khiêu khích. Nếu như tùy ý đe rét, Rudomo tiếp tục hoạt động xuống. Hắn sẽ mang đến càng ngày càng nhiều nhỏ bé lượng biến, sớm muộn sẽ diễn biến thành vô pháp vãn hội chất biến. Ừm. Liền ở Gia Phi giận dữ thời điểm, nó đột nhiên giống như nghe được quen thuộc, giống như là nào đó dây đàn bị kích thích thanh âm. Việc này để trong nội tâm nàng giật mình. Thời gian tuyến lại xảy ra yếu ớt nhiễu loạn, Zenana. Prudomo vận mệnh tuyến chấn động vài tia, lại là cái kia ghê tẩm thời gian cặn bã. Hắn đang khiêu khích ta. Zephy lập tức ngẩng đầu lên, nắm chặt song quyền. Nó nhìn về phía daron City phương hướng, nhưng lần này không có lỗ mãn hành động, mà là trước dừng lại ở nguyên chỗ, kêu gọi quá khứ cùng tương lai chính mình. Thỉnh cầu bọn chúng hỗ trợ kiểm tra bốn phía đun nhôn kiếp ngu xuẩn thất bại, đã dạy cho nó chi tiết tầm quan trọng, sau nửa giờ, tương lai cùng quá khứ dê phi hướng hiện tại nó báo cáo. Không có thời gian nghịch lý sinh ra dấu hiệu. Nó lên trọng yếu thế giới tuyến nhân vật đều ở từng người vị trí. Chiến tranh đại thế cũng không bị ảnh hưởng, Ock Dumahem đã tại Hinterland cùng Amani trung hợp lưu, đang chuẩn bị tiến công quê Thalas. Quân đội nhân loại cũng ở Turalian tướng quân sự dẫn dắt, chạy tới Hinterland cùng Wilhelm Duke kết minh, chuẩn bị chặn đánh bộ lạc đại quân. Gunjan Stormer thị tộc cùng Twilizer Hammer thị tộc đang bắt đầu bí mật nghiên cứu hai Elvet ma pháp phòng ngự, đồng thời mượn nhờ Bandinorin ma pháp kết giới Runeson, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều tu, hết odd giờ. Ngoại trừ Lord City yếu ớt chấn động ra, toàn bộ thế giới địa phương khác đều hết thảy như thường. Rất tốt. Jeffy lòng tinh trạng đầy hóa thành hình rộng cất cánh, hướng Lockdown City phương hướng bay đi. Nó đã trưởng thành. Nó học xong giáo huấn. Nó sớm kiểm tra tất cả những chỗ có khả năng xảy ra vấn đề. Nó phá hỏng tất cả khả năng mà giảo hoạt đe rét. Prudomo có thể đùa nghịch thủ đoạn. Lần này, nó sẽ không thua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Jeffy tận thế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 54 Jeffy tận thế phía dưới đêm tối Jeffy đang nhanh chóng tới gần Lockdown City Ấu long cánh rộng ở trong đêm tối mở ra Lặng yên không một tiếng động sẽ qua tầng mây Nó to lớn mắt trắng có thể thấy rõ ràng Tòa kia nhân loại phồn hoa nhất thành thị đang phát ra ánh sáng lớn áp đêm tối Đặc biệt là cung đình khu vực Trận kia yến hội mặc dù đã chuẩn bị kết thúc nhưng nó yên nguyên náo nhiệt. Jeffy trong lòng cũng đang lặp đi lặp lại xác nhận lần này kế hoạch hành động. Hấp thụ lần giáo huấn trước. Mau vào mau ra, bắt được Derek trong nháy mắt, liền đem hắn mang khỏi thành thị. Không cho hắn bất luận cơ hội gì làm thủ đoạn, mình vừa rồi đã xác nhận qua, ngoại trừ lót đa rôn ra, mặt khác thời gian lưu hết thảy bình thường. Sự tình còn có cơ hội để vãn hồi. Chính mình phụ trách tiết điểm mất khống chế nhưng còn không có sụp đổ, nó yên nguyên còn có khả năng liên tiếp đến mặt khác thời gian tiết điểm, mình không thể từ bỏ cứu vãn đầu này thời gian tuyến, đây là chức trách của mình. Bất quá Jeffy đã không còn cố chấp giống trước đó. Hảo bằng hữu Jeremy khuyên nhủ Jeffy không cần lãng phí thời gian ý đồ sửa đổi, mà là đem đầu này bị ảnh hưởng thời gian tiết điểm, báo cáo cho Seal of the Sense, làm vứt bỏ xử lý. Chuyện giống như vậy, thanh đồng Long quân đoàn trước đó cũng đã gặp qua. Một khi mổ đầu thời gian tuyến bị bỏ hoang, liền sẽ được siêu up the sense tháo rời ra khỏi chủ thế giới tuyến. Bởi vì Azeroth thời gian kết cấu là hình lưới, cho nên loại này bóc ra sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác bình thường thời gian tuyến nhánh sông. Mặc dù gọi là bóc ra, nhưng trên thực tế càng giống như ẩn đi cửa sổ phần mềm. Tùy ý nó tiếp tục phát triển, diễn hóa ra tương lai vô hạn khả năng, đây cũng là thanh đồng long quân đoàn một đạo khác chức trách, đồng thời là thanh đồng lông nhóm khi nhàn hạ thích nhất giải trí. Quan sát khác biệt tương lai, cùng thăm dò khác biệt tương lai. Chẳng qua nếu như đưa ra vứt bỏ xử lý, liền mang ý nghĩa gia phi công tác sẽ bị tính là thất bại, nó sẽ mất đi đối với đầu này thời gian tiết điểm quyền quản lý. Cứ việc không có ai sẽ trách cứ nó dạng này một đầu ấu lông. Nhưng chính gia phi qua không được trong lòng cửa ải. Thực tế hơn ảnh hưởng là, trận này thất bại, sẽ để cho nó gia nhập siêu the Sense nguyện vọng lại lần nữa trì hoãn. Bởi vì điều này đại biểu nó còn chưa đủ thành thục, đã không thể trực tiếp xử lý hắn, nhưng có thể đổi những phương thức khác, tỉ như đem hắn giam cầm. Khi đến gần Lodaron City, Jeffy ý nghĩ cũng ở trình độ nhất định rõ ràng lên. Cũng tỉ như Steel the Sense vứt bỏ thời gian tiết điểm, ta cũng có thể đem Derek. Prudomo cái này thời gian cạn bã, vứt bỏ tới chỗ mà ít ai lui tới. Không đã thương hắn, nhưng không cho phép hắn tiếp tục nhiễu loạn thế giới tuyến, mãi đến mệnh trung chú định thời khắc tiến đến, lại thả hắn ra, chỗ như vậy ở Azeroth có rất nhiều. Dứt khoát trực tiếp tại Nam Hải tìm không người đảo nhỏ đem hắn ném vào, hoặc là ném vào một cái khác vứt bỏ thời gian tuyến, tùy tiện hắn làm loạn. Nghĩ như vậy, Thanh Đồng Long thu nạp cánh từ trên cao hướng nhân loại thành thị phụ cận hạ xuống, thân thể nó nhanh chóng tiến vào thời gian lưu ngoại tầng, thật giống như đang ẩn nặc phi hành. Như nó dạng này cự long, ngoại trừ ngẫu nhiên vui chơi ra, tại nhân loại thành thị chung quanh hoạt động đều phải rất cẩn thận, đặc biệt là khi mang theo nhiệm vụ tới. Ngũ sắc cự long quân đoàn, ngoại trừ hắc long đám kia đã sớm làm phản đại phôi đảng ra, mặt khác đều cũng có riêng phần mình sứ mệnh, cự long đem nó xem như một loại vinh quang bọn chúng không cho rằng vừa sinh ra không bao lâu nhân loại văn minh, có thể hiểu được loại này nặng nề vinh quang, liền cũng lười hướng bọn chúng giải thích. Không có can thiệp lẫn nhau, chính là tốt nhất tiếp xúc hình thức. Cứ việc hiện tại Lodaron City, có vài vị nhân loại truyền kỳ đang hoạt động, nhưng nhờ vào cự long đám tiền bối dạy bảo, Jeffy là có biện pháp tránh đi sự chú ý của bọn hắn. Tới gần, bắt được Derek. Prudomo hơi thở, hắn ngay trong tòa kia đại cung điện. Jeffy lơ lửng tại thành thị không trung ở chung quanh đều là một mảnh như phai màu màu vàng ảnh chụp thời gian lưu ngoại tầng trước người nó hiện ra một cái đảo ngược nho nhỏ đồng hồ cát đó là nó thời không đạo tiêu chỉ cần đưa nó ném đến đe rác phụ cận chế tạo ra phạm vi nhỏ thời gian tạm dừng liền có thể không kinh động bất luận kẻ nào đem tên kia mang khỏi thời gian lưu đây mới là phương thức chính xác mà thanh đồng lông nhóm hay xử lý vấn đề lần trước chính mình tùy tiện xông vào đun nhôn kiếp, thật sự là có chút quá thô bạo, cũng quá kiêu căng. Jeffy kiểm điểm bản thân sai lầm, nó bắt đầu nhắm chuẩn thời không đạo tiêu vị trí. Cùng lúc đó, -da Rôn cung đình đang du tẩu tại -da Rôn quý tộc vòng tròn cùng thượng tầng nhân vật chuyện trò vui vẻ. Prestor lãnh chúa tươi cười gương mặt, đột nhiên cứng nhắc lại một cái. Ngài là thân thể không thoải mái sao? Da Van tiên sinh làm bạn bên cạnh hắn lót đa rôn công chúa, năm nay 19 tuổi Kalia. Menthiu chú ý tới lãnh chúa tiên sinh biểu tình biến hóa, vị này tràn đầy thanh xuân, lại dịu dàng hào phóng công chúa lập tức ôn nhu hỏi thăm một tiếng. Mà luôn luôn nho nhã lễ độ, tuân thủ nghiêm ngặt quý tộc điển hình đa vang lãnh chúa, ngay lúc này lại biểu hiện hơi có vẻ vô lễ. Ta đột nhiên nhớ tới một việc, rất mau sẽ trở lại. Hắn cứng trắng cự tuyệt trưởng công chúa nâng đỡ, đồng thời bước nhanh đi vào vườn hoa phụ cận phòng nghỉ khi cửa phòng đóng lại nháy mắt kia đa vang lãnh chúa hai mắt bỗng nhiên biến hóa một đôi bổ sung màu đỏ sậm ngang ngược khí tức mắt trắng từ cửa sổ nhìn về phía ngoài thành không trung không gian không trở ngại được tầm mắt của nó nó dễ như trở bàn tay phát hiện lơ lửng ở ngoài thành bầu trời thanh động ấu lông cùng nó đang nhắm chuẩn cung đình thời không đạo tiêu nó muốn tạo ra ra một hồi thời gian tạm dừng đây là thanh động long sở trường tuyệt chiêu. Ở một vạn năm trước ác ma xâm lấn chiến trường, không, tại càng cổ lão thời gian, nó vô số lần bái kiến thanh động long tiên phong lấy phương thức như vậy mở ra một hồi tập kích. À, thật sự là hoài niệm. Khi cơ trí nô dâm còn xưng hô ta là huynh trưởng, khi chúng ta còn kệ vai chiến đấu mỗi một trận, đều là từ nó dùng thần kỳ thời gian lực lượng, mở ra tuyệt hảo thời cơ cho ta xông vào chiến trường lãnh chú tiên sinh mang theo một cổ thô bạo, đem nút áo cổ giải khai. Nó nheo mắt lại, nhìn chầm chầm không trung, nhẹ nói. Khi nó làm đồng đội, là như thế để cho người ta an tâm, nhưng khi nó làm đối thủ, lại là như thế để cho người ta chán ghét. Nơi nào đến vô tri ấu lông? Nó thế mà có thể phát hiện ta tồn tại, còn có gan quấy rầy trò chơi của ta. Chẳng lẽ, nô dơm phát hiện ta? Không sẽ không. Lấy tính cách của nó, coi như phát hiện trò chơi của ta, vậy cũng sẽ không nhúng tay trong đó, nó là cẩn thận như vậy, nó biết Dragon sao được ta điều khiển, nó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nó biết, bọn chúng dù làm đến nơi đến chốn cũng không có phần thắng. Mà lại, ta nghe nói nó đã mê thất tại vô hạn thời gian nhánh sông, cho nên... Đây chỉ là thanh đồng Long quân đoàn một lần ngu xuẩn thăm dò. Lãnh chúa vuốt cầm một giây sau, hắn vươn tay. Giống như là chụp lấy nào đó vô hình sự vật, từng thân là ốc, u đờ, coi như sớm đã sa đọa, nhưng khống chế toàn bộ thế giới đại địa lực lượng quyền hành, y nguyên còn tại. Nó quyết định đáp lại loại này thăm dò. Hơn nữa còn tại hiện thế hành tẩu thanh đồng long quá hiếm có. Muốn bắt được đám kia tại thời gian lưu chợt tới chợt lui gia hỏa liền quá khó khăn, khó được trước mắt đầu này vô tri mà dũng cảm ấu long chủ động đưa tới cửa thao óc lai nhất định sẽ tới ta đã ở thâm uyên tận mắt nhìn đến vạn vật sợ vong tương lai da van lãnh chúa khóe miệng lộ ra một tia ảm đạm nụ cười nó nhìn lên bầu trời nhẹ nói đó là một phần lễ vật ta sẽ đem nó khẳng khái tặng cho ngươi mà ngươi sẽ vì ta mở ra những bí mật phủ bụi trong thời gian ông nó đi tiểu ấu long jeffy thời không đạo tiêu đã hiệu chỉnh hoàn tất chỉ cần một lần bắn ra nó liền có thể bắt được Derek. Prudomo Nhưng ngay tại lúc này, Jeffy bên tai vang lên bén nhọn cảnh cáo. Chạy mau. Nó muốn tới. Đó là thanh âm của nó. Đến từ tương lai nó, đang cảnh cáo hiện tại nó, nguy hiểm sắp tới. Vù một đạo chói tai, như có nào đó đồ vật đang cao tốc xoay tròn thanh âm, cũng đồng thời tiến vào Jeffy cảm giác, nó từ trên cao nhìn xuống dưới lóc đa rôn vương thành nam bộ lân trận lóc đam lết yên lặng bị đánh vỡ thứ nào đó tại nước hồ cuốn ngược thật nhanh xông vào bầu trời đang hướng nó bay tới là một cục đá khổng lồ tảng đá từ trong nước bay ra giống như là thợ săn dương cung bắn tên ở không ngừng xoay tròn quá trình cũng đang không ngừng bốc ra ngoại vi tầng nham thạch giống như là tốt nhất thợ khéo đang không ngừng tạo hình cho nó đưa nó thật nhanh tạo thành một khối hình dáng như hạt táo hai đầu bén nhọn vật phẩm. Tốc độ cũng không nhanh. Ít nhất lấy cự long cảm giác cùng tốc độ phản ứng tới nói, cũng không nhanh. Gia Phi có lòng tin nhẹ nhõm né tránh nó, nhưng nó lựa chọn càng có thanh đồng long phong cách phương thức tác chiến, nó đem nguyên bản ném về phía trong thành thời không đạo tiêu, hướng khối kia cổ quái tảng đá ném qua. Nó muốn đem thời gian tạm dừng. Không. Không phải như vậy. Tương lai Gia Phi nhắc nhở càng phát ra bén nhọn, mang theo một cổ tuyệt vọng nó thét lên đến đảo về đi thử một lần nữa nhanh lần này nhắc nhở để cho ấu long kịp phản ứng nó lập tức dựa theo tương lai chính mình nhắc nhở đem bản thân tương ứng thời gian lưu cũng hướng về phía trước thay đổi nhưng cùng lúc đó ném ra bên ngoài thời không đạo tiêu cũng đập vào cái kia cổ quái tảng đá thời gian lực lượng cùng bén nhọn thời gian tiếp xúc trong nháy mắt tảng đá xoay tròn cùng phi hành tốc độ đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, giống như là ngụy trang cạm bẫy, dẫn dụ sơ ý con mồi bước vào trong đó. Khối kia xoay tròn cục đá mang theo lực lượng nào đó, căn bản không nhận thời gian tạm dừng ảnh hưởng. Tại Gia Phi hoàn toàn không có kịp phản ứng, gào thét mà đến bén nhọn tảng đá, liền hung hăng đâm vào nó hơi có vẻ cồng kềnh phần bụng, giống như là một quả bom. Tại xé trách vẫy rồng trong nháy mắt kia, liền chợt nổ tung. À. Ấu Long phát ra chấn thiên kêu thảm. Không. Chúng ta xong. Chúng ta không cứu nổi. Tương lai cùng quá khứ, ngay lúc này, có vô số nó, đồng thời ở bên tai hiện tại nó phát ra kêu thảm. Ở thân thể đau nhất kịch liệt quá trình, nó có thể cảm giác được, một cổ lực lượng kỳ quái lấy hiện tại nó làm tiết điểm, bắt đầu dọc theo thời gian tuyến ô nhiễm ở vào mặt khác thời gian điểm nó nó quá khứ cùng tương lai bắt đầu sụp đổ. Mà bây giờ nó, sắp chết đi. Kinh khủng sợ hãi bắt tù binh con này ấu lông, để nó xoay người liền chạy, kéo lấy một kích liền bị trọng thương thân thể, thất tha thất thểu phóng tới sau lưng bầu trời đêm. Một thân như loài thú kêu thảm tỏa ra trong đêm tối. Vài phút sau, thay quần áo khác đa vang. Prestor lãnh chú một lần nữa mang theo quen thuộc phong độ, về tới yến hội, hắn còn cố ý tìm được kalia công chúa kiên nhẫn mà rất có phong độ giải thích với nàng mình vừa rồi thất thố tuổi trẻ công chúa là khéo hiểu lòng người nàng lập tức tha thứ phong độ nhẹ nhàng làm cho lòng người an tâm đa vang lãnh chúa khi yến hội cuối cùng một hạng vũ hội sắp bắt đầu tại thời gian chuẩn bị một tên tóc đen mắt đen restor gia tộc cao lớn người hầu theo triệu tập mà đến hắn khiêm tốn ở trước mặt chủ nhân của mình cúi đầu xuống sau đó liền nghe được đa vang lãnh chú phân phó. Đi nói cho ta lưu ở quê hương, đám kia vô năng người nhà, ta ở Lót Đa sống tương đương vui sướng, bọn hắn không cần phải lo lắng ta. Lại đi tìm tới tên kia lạc đường, khách nhân. Nó hẳn là ở Antarac dãy núi một chỗ, thầy ta thích đáng, chiêu đãi nó. Tuân mệnh, chủ nhân. Tên kia người hầu lên tiếng, bước nhanh rời đi cung định vườn hoa. Cái váy này được không? lãnh chúa tiên sinh kalia công chúa rất nhanh đổi một thân dễ dàng cho hoạt động vấy dài nàng mang theo một cổ chờ mông hướng phong độ nhẹ nhàng lãnh chúa tiên sinh hỏi thăm người sau ngồi trên ghế lấy tán thưởng ánh mắt đánh giá vị này nhân loại công chúa hắn màu đen con mắt lộ ra một cổ hài lòng biểu lộ hắn đặt chén rượu xuống nói đầu này xinh đẹp vấy dài đơn giản chính là vì ngài mà thành kalia điện hạ Đa vang lãnh chúa đứng người lên, hướng công chúa nho nhã lễ độ vương tay, hắn mang theo nụ cười, nói. Như vậy hiện tại, ta có thể may mắn mời ngài, cùng ta cộng vũ một khúc sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Chiến tranh chi thủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 55 Chiến tranh chi thủ thanh đồng long tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để đứng ở vương đình cung điện chỗ cao Black bỗng nhiên ngẩng đầu, tại cuối tầm mắt, lờ mờ thấy được đạo kia quen thuộc thân ảnh từ thời gian lưu ngã ra tới chật vật tư thái. Con kia ấu long thật tới. Đi quyên xuất thủ. Nhanh như vậy. Black tay mắt lanh lẹ, khi ở trên không gian phi sắp thoát khỏi ánh mắt nháy mắt kia, hắn liền đem một cái hang tơ sờ mát ném qua, chỉ có hắn nhìn thấy được hồng quang, ở trong đêm tối nhanh chóng hướng phương nam dãy núi trốn chạy đó là anterat dãy núi phương hướng con này ấu lông là bị điên sao ở vào thời gian này sâu trong dãy núi kia đơn giản chính là hắc lông đại bản doanh hải tặc động tác nhanh chóng nhảy xuống chỗ cao hắn động tác thật nhanh xong vào phòng yến hội phía trước lối đi nhỏ ở phòng nghỉ tìm được đang cùng nathan đứng ở cửa sổ hướng ngoài nhìn ra xa mathias bọn hắn vừa rồi hiển nhiên cũng nghe được đầu kia cổ quái thê lương thú rống hải tặc không có tốn thời gian hắn duỗi người một chút, đối với Matthias nói. Ta đã đã tiếp nhận giáo hoàng trị liệu, hiện tại toàn thân cao thấp có dùng không hết sức lực, ta không muốn ở chỗ này tốn thời gian, cũng chán ghét không có ý nghĩa yến hội. Bằng hữu, vì ta tìm một đầu Griffin, càng nhanh càng tốt. Thế nào? Matthias nhìn thấy trong mắt Black thúc giục, liền dẫn hắn đi ra gian phòng. Chống quải trượng Nathanso theo sau lưng, ba người một bên đi, ở tối nay yến hội bị nhiều vị quý phụ dây dưa vô cùng nhức đầu trên chơ một bên hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Ta mới từ một tên có tin tức con đường quý tộc nơi đó nghe nói, ốc đại tù trưởng Ogrim đã xác nhận xuất hiện ở Hinterland, cái kia dảo hoặc hỗn đảng mang theo bộ đội của mình hướng eo vương quốc đi. Black hạ giọng, đối với hai vị bằng hữu nói, ngươi có thể đi tìm tổ mẫu của ngươi xác nhận, liên minh quân đội hẳn đã nhận được tin tức, nghe nói Turalyon tướng quân đang dẫn đội ở nơi đó chặn đánh ông Ta hiện tại muốn đổi chiến trường tiếp tục săn giết ốc. Nathan Xô muốn về nhà nghỉ ngơi, hắn là không có cách nào tiếp tục chiến đấu, Matthias, ngươi đây. Ngươi muốn cùng đi với ta sao? Khó trách tổ mẫu trước đó nói cho ta, ta còn có rất nhiều trận chiến muốn đánh, nguyên lai ý nàng là như vậy. Matthias hai mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn rất tiếc núi sữa sang lại nơ cài nói. Ta rất muốn đi với ngươi, Black, nhưng ta dù sao không tự do bằng ngươi. Ta ngày mai còn muốn gặp Varian. Win vương tử, hướng hắn báo cáo hành động của chúng ta. Cho nên, ngươi đi trước đi. Ta sau đó liền đến. Nhớ kỹ không nên đem ốc dết sạch rồi, lưu cho ta vài cái. Matthias vỗ vỗ Black bả vai, Nathanso cũng cùng hắn ông cáo biệt, không có quá nhiều giữ lại, chỉ có đối chiến sĩ chúc phúc bọn hắn đều còn trẻ. Bọn hắn sớm muộn sẽ gặp mặt. Mà bây giờ, trước mắt trận này tất cả mọi người cuốn vào chiến tranh, yêu cầu mỗi người bọn họ lực lượng. Tại phòng yến hội xa xa hành lang, Matthias gọi một tên mặt Stowin vương quốc khôi giáp vương thất người hầu, chỉ thị hắn mang bờ lách tiến về cung đình Griffin nơi trong giữ. Bây giờ thời gian, am hiểu huấn luyện ngồi cưỡi Griffin Wilhelm còn không có cùng liên minh kết minh, vì vậy Griffin loại này có thể mang người phi hành tọa kỵ, là tương đương hy hữu. Nhưng làm nhân loại cường quốc Lộc đa Daron Vương Đình, là có chuyên môn mời tới đuốc huấn luyện Griffin. Lấy Black bây giờ liên minh dũng sĩ thân phận, lâm thời thuê một đầu, lại là tiến về chiến trường, đương nhiên sẽ không có người chạy tới ngăn cản. Mười phút sau, cưỡi tại Griffin yên cưỡi Black nắm lấy dây cương, dựa theo vừa rồi lớn giọng đút căng dặn, đem thân thể ông ở trên cổ lông xù Griffin tùy ý con này hung ác mà dũng cảm bầu trời mạnh thú chở mình trực trùng vân tiêu địa phương hắn muốn đi là hinterland nơi đó là wi hem cố hương đầu này nghiêm chỉnh huấn luyện griffin biết đường liền không cần chuyên môn đút người cưỡi đi theo đến đó black ôm cổ griffin hắn ở trên không trung ước chừng tìm kiếm vuốt cổ griffin dùng rất tồi tệ đút ngôn ngữ chỉ vào phương nam không ngừng hô to griffin bất mãn gạo một tiếng đại khái là cảm thấy tên nhân loại này thật là lắm chuyện. Nhưng vẫn là tại Black không ngừng kéo động dây cương, hơi cải biến phương hướng, hướng thanh động ấu long đào tẩu phương hướng bay qua. Black hai mắt lóng lánh ánh sáng. Hắn muốn tại tối nay hoàn toàn chấm dứt ân oán giữa mình và đầu kia một mực truy tung hắn chán ghét ấu lông. Lóc đa rôn vương đình phòng yến hội, sau cùng vũ hội vẫn còn đang tiến hành. Từng người quý tộc vượt qua khó mà quên ban đêm, khó được ở dạng này thời kỳ chiến tranh còn có thể dành thời gian xem lại quá khứ nhàn nhã thời gian, làm cho tất cả mọi người đều rất hài lòng. Nhưng chân chính đại nhân vật thật sớm đã rời đi phòng yến hội. Tại Lót Đa quốc vương Terence hai cung đình phòng nghị hội, được mời đến đây đám người, đang tụ ở chỗ này, ở trước mắt bọn hắn nguyên bản cung cấp quý tộc cải cò hội trường, đang trưng bày một tòa cự đại sa bàn. Bất quá, trận này từ Lô Tha Nguyên soái tự mình chủ trì chiến lược hội nghị, ở mới vừa rồi đã bị đánh gãy. Antonida đại sư, vừa rồi đầu kia gầm rú. Ngồi ở chủ vị, mặt thường phục, hai tóc mai đã có hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước Terence hai, tay nắm lấy quyền trượng, hướng đang đứng bên cửa sổ, người mặc màu xanh lam pháp bào, tay cầm rét crypto pháp trượng ác hỏi. Là nào đó giả thú sao? Không, bệ hạ. Có một bộ tu sử cực kỳ xinh đẹp màu trắng râu dài Atma Antonida lắc đầu, vị này mà pháp thành bang đa la rang thủ lĩnh quay người lại đối với teren sợ quốc vương giải thích đến đó là loại rồng gầm rú rồng không chỉ có quốc vương trường ngày đó tại sao Xô tham gia qua đánh lén ốc vượt biển chiến tranh mấy vị tướng quân ra toàn đại sảnh những người khác đều hai mặt nhìn nhau đến từ antarac vương thất đại biểu sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch hắn hoảng sợ hỏi là tà ác hồng long sao là ốc khu sử Hồng Long muốn tới tiến công tòa thành thị này. Không, tiên sinh. Hồng Long cũng không tà ác, bọn chúng chỉ là bị ốc khống chế. Át ma có chút bất đắc dĩ. Hắn tri thức quyên bác, cũng là nhân loại ít có trí giả đối với cự Long tri thức có độc lướt qua, nhưng muốn hướng trước mắt đám này vàng thau lẫn lộn cao tầng, giải thích cự Long bí ẩn liền quá mức khó khăn. Đây cũng không phải là tối nay chủ đề. Vì vậy Atma rất ngắn gọn nói, chư vị không cần phải lo lắng, bất luận cái gì cự long muốn tập kích Lord Daron, đều phải trước bước qua Đa La Ràng mà pháp phòng tuyến, mà lại vừa rồi đầu kia long hống mang theo thống khổ. Nó hẳn là bị lực lượng nào đó tập kích. Hiện tại đã rút lui khỏi Terifan địa khu, nó không phải là việc mà các ngươi nên lo lắng, để chúng ta tiếp tục thảo luận chiến tranh hướng đi A. À. Atma trấn an lòng người, lại đối mặt nghi thức khôi giáp Lô Tha Nguyên soái làm mời động tác ở bên người Teren sở quốc vương, đã tuổi trên 50, thân hình cao lớn liên minh thống soái Lô Tha khẽ gật đầu, vị này trên người mang theo độc đáo tho ra giải lụa nguyên soái tay nắm gậy dài, ở xa bàn điểm một cái. Hắn tiếp tục mới vừa rồi bị dừng lại đề tài. Ân, ừ, mặt khác nói một câu, hắn đúng là một người rất có khí chất trung niên đại thúc, ngoài việc thân hình cao lớn ra, tóc cũng chải vuốt chỉnh tề, nhưng vẫn là không che giấu được trung ương thư thất. Có lẽ lại quá mấy năm, Hắn liền muốn toàn trọc. Hắn nói. Ogryn. Dumahem bây giờ đang ở Hinterland. Bọn hắn cùng nơi đó Amani trùng kết minh, tập kích Uihem đốt nơi cư trú Aripit. Chúng ta đốt bằng hữu cố nhiên tính cách dũng mãnh, nhưng đối mặt địch nhân quá mức cường đại, liền hướng chúng ta cầu viện, mà nguyên bản tại phu thiên địa khu đóng quân Turalyon tướng quân đã mang theo dưới trướng hắn kỵ sĩ, đi Hinterland. Bọn hắn dự định ở nơi đó thành lập một đạo phòng tuyến việc này quá ngu xuẩn. Lô Tha lời còn chưa nói hết, một vị mặt dinh nên màu xanh đen lễ phục tuổi trẻ đại biểu, liền mở miệng đánh gãy. Hắn hơi có vẻ vô lễ lớn tiếng nói. Tu Ra Ân tướng quân nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải phối hợp Gavin Rác tướng quân, cố thủ Phu Thin phòng tuyến sao? Có lẽ các ngươi không quan tâm, dù sao Strong Gác Vương quốc cùng Lót Vương quốc đều có địa hình ưu thế. Nhưng chúng ta dinh nên không có. Dariuk. Rowley lãnh chúa cùng chúng ta dinh nên dũng cảm binh sĩ, ở không chỗ để phòng thủ Silverpapin Forest, bị ép cùng đám kia tàn bạo Outrider lặp đi lặp lại tranh đoạt chiến tuyến. Chúng ta vì liên minh cố thủ chiến trường biên cảnh, đã tổn thất nặng nề. Nhưng chúng ta không có chút nào lợi oán giận. Bởi vì chúng ta biết, nếu như ngăn không được ông, tất cả vương quốc đều sẽ phải gánh chịu đáng sợ tai nạn. Lô Tha Nguyên soái, ta không phải hoài nghi ngại chiến lược ánh mắt nhưng ta cảm thấy coi như thật muốn chia binh cũng nên trước trợ giúp chúng ta nhân loại mà không phải dùng quý giá lực lượng trợ giúp dị tộc a lời nói này lập tức thắng được ở đây không ít người đồng ý một tên thượng tá quân hàm kỵ sĩ càng là trực tiếp mở miệng nói đến nguyên soái các hạ góp phơ huân tước nói rất chính xác We hem đuốc không phải bronze đuốc bọn hắn không phải chúng ta truyền thống minh hữu bọn hắn tại chiến tranh sơ kỳ cũng không đáp lại chúng ta kết minh thỉnh cầu thậm chí dù cho ốc đã đổ bộ, bọn họ cũng không nguyện ý mở ra Aripit khu vực chung quanh, để chúng ta thương binh có nơi nghỉ ngơi. Nếu như tại phu thiên cuộc chiến, có uy hem trợ giúp, ốc cũng sẽ không đơn giản như vậy mà chiếm lĩnh được sao sô. Tha thứ ta nói thẳng, nguyên soái, Bọn hắn không đáng chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, đến giúp đỡ bọn hắn. Vị này kỵ sĩ thượng tá cũng không phải là hạng người không có tiếng tâm gì. Tên hắn là Ốt Ma. Garito, xuất thân quý tộc, hiện tại xuất quân trú đóng ở Lót vương quốc cùng Phu Thiên giáp giới thành thị. Andoran, nơi đó cũng là Israel địa khu biên cảnh. Hắn tác chiến dũng mãnh, tại Phu Thin cuộc chiến xuất quân tiếp ứng rút lui quân đoàn, đồng thời đánh mấy lần thắng trận, tại Lót vương quốc gặt hái được đại lượng khen ngợi, đồng thời thắng được Teren quốc vương tín nhiệm. Có tin tức ngầm nói, có lẽ Garito thượng tá, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên chuẩn tướng tại dạng này chật vật chiến tranh thời khắc, Nai Gai of the Silver thành lập có thể khích lệ quốc dân dũng khí, nhưng Lodaron vương quốc còn cần tạo ra càng nhiều anh hùng. Đối diện với phản bác thanh âm, Lô Tha Nguyên Soái cũng không có phẫn nộ. Vị này hơi có chút hói đầu dấu hiệu thống soái biểu hiện phi thường lý trí, sau khi tất cả mọi người nói xong ý kiến của mình, Nguyên Soái mới giải quyết dứt khoát nói. Ta hiểu rõ chư vị lo nghĩ, nhưng ta yên nguyên ủng hộ hành động của Turalyon tướng quân. Bởi vì Hinterland đạo kia phòng tuyến không chỉ là vì bảo hộ uy chiêu vị. Sự hiện hữu của nó sẽ ngăn chặn lại con đường nếu ốc đại tù trưởng muốn lui về Phu Thinh, ta vừa rồi đã từ kêu thas vương tử nơi đó, đã nhận được tin tức xác thực. Ốc tiên phong đã tiến vào Everson Wood, ở trước đó mấy ngày, đã đối với Quetalas vương quốc phát động tiến công. Các ngươi biết điều này có nghĩa là gì sao? Lô Tha nguyên soái vấn đề, làm cho cả phòng hội nghị bỗng nhiên yên tĩnh. Từng cái vương quốc đại biểu có lẽ không hiểu nhiều quân sự, nhưng ở đây tất cả quân nhân lại lập tức hai mắt tỏa sáng. Ốc dù chưa có đánh bại được chúng ta, liền đã lại đi treo chọc một cái khác cường đại đối thủ. Hai vét sẽ ngăn chặn bọn hắn quân tiên phong. Mới vừa rồi còn nói lời phản đối Garitho thượng tá, hiện tại gần như ghé vào sa bàn, kích động lớn tiếng thét lên. Đó là một vũng buồn ngu xuẩn ốc một cước đạp đi vào không có hinterland đường tắt hùng tráng anterat dãy núi nơi hiểm yếu liền sẽ ngăn chặn bọn hắn bọn hắn muốn đi vòng trở về phu thiên ít nhất yêu cầu một tháng còn muốn ở ven đường đánh bại chúng ta lót đa dũng mãnh binh sĩ mà chúng ta coi như chiến đến người cuối cùng cũng sẽ không để bọn hắn đơn giản mà như vậy trở về chỉ cần chúng ta bắt lấy cơ hội này tại phu thiên phát động đại phản công tứ phía vây kín ốc nhóm lưu tại phu thiên quân đội liền xong rồi. Gary Tho ngẩng đầu, dùng một loại kính nể ánh mắt, nhìn vẻ mặt mỉm cười lô tha nguyên soái mà giải thích của hắn, cũng làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người minh bạch nguyên soái tiếp xuống dự định. Chư vị Lô tha nguyên soái vịn bên hông nghi thức bội kiếm, hắn nhìn xem sa bàn, giải quyết dứt khoát nói. Ốc đại tù trưởng quá khao khát thắng lợi, bọn hắn quá gấp, bọn hắn phạm vào một cái đáng sợ sai lầm, mà như thế sai lầm sẽ triệt để chôn vùi bọn hắn. Sau đó, chúng ta sẽ ở Phu Thiên triển khai một hồi săn bắn phản kích. Chúng ta ở trong bóng ma dũng sĩ, đã cho chúng ta trừ đi khó chơi bên Ninh thị tộc, trận này đại thắng trọng tỏa ốc ý chí. Chỉ cần Lót Đa quân đội đóng giữ tại Stratholm địa khu cũng đủ kiên định, chỉ cần Antrax vương quốc có thể thủ ở cửa núi, không cho Orgrim. Dumahem trở về Phu Thin. Như vậy trận chiến tranh này, chúng ta liền thắng chắc. Thắng lợi ánh trạng đông đã đến, ở ngay trước mắt chúng ta. Mặt khác, cũng không cần lại lo lắng đến từ bị ốc khống chế hồng long uy hiếp, Turalian tướng quân đã đưa tin tức trở về, uy hèm đút Griffin bộ đội, sẽ trở thành chúng ta không trung lực lượng. Bọn hắn sẽ phụ trách khống chế lại ốc hồng long tàn phá bừa bãi. Cùng ti ra hạm đội thứ ba, cùng Derek. Prudomov vương tử bi kịch, sẽ không lại xảy ra bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Đồ lông giả, thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 56 Đồ lông giả, thượng, soạt, trong đêm tối, Griffin chở Black bay vào Antarac dãy núi Phạm Vi, thấu xương gió rét lập tức nhào tới trước mặt, đem tiểu mu lốc đông đến rung lẩy bẩy, hoa hoa kêu trốn vào Black quần áo. Griffin loại sinh vật này rất giống cự ưng cùng sư tử hỗn hợp. Nửa thân trước là ưng, có rộng lớn ấm áp lông vũ, phần sau là sư tử, cũng có thuận hoạt lông bờm, ông phi thường dễ chịu. Loại này kỳ huyễn giả thú thân thể to lớn, có thể gánh chịu ba người cùng cưỡi, Mà lại sức chịu đựng vô cùng tốt, tốc độ phi hành thật nhanh, bọn chúng cực kỳ dũng cảm, khi có kỵ sĩ ngồi chung, đồng thời số lượng có ưu thế, thậm chí có thể cùng cự long tranh phong. Wilhelm rút định cư Hinterland núi non, liền có sự loài rồng tồn tại, nơi đó cũng là Griffin nơi ở. Bọn chúng là cực tốt tọa kỵ cùng chiến hữu, bất cứ lúc nào cũng có thể đối bọn chúng ông lòng tin, mà bây giờ, mang theo phi hành kính bảo hộ Black, thì ở trên không tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền thấy một đoàn hồng quang ở phía xa hiện thân, không nhúc nhích. Ngay tại một chỗ núi tuyết trừng rậm. Nơi đó, hải tặc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cổ Griffin, chỉ dẫn nó hướng chỗ kia lướt xuống. Nhưng Griffin tự hồ là ngửi được loài rồng hương vị, nó biến táo bạo, hạ xuống cách khu rừng ngoài mấy trăm mét, liền không nguyện ý tiếp tục tiến lên. Nhưng không quan hệ. Black nhảy xuống Griffin, từ ma pháp bọc hành lý lấy ra Burning Blade đeo tại sau lưng, kéo lên mũ trùm, bước nhanh hướng về bị đụng ngã mảng lớn rừng rậm đi đến. Hắn rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Tại cái này rất lạnh địa phương, trong một mảnh hỗn độn rừng tùng tuyết, ở phía trên nặng nề tuyết động, một đầu khổng lồ quái vật đang chờ chết. Chịu đích quyên một kích, đã sắp chết, đang bị ẩn chứa trong vỡ vụn hòn đá cổ quái lực lượng cảm giác nhiễm toàn thân thanh đồng ấu lông, gục ở chỗ này. Không ngừng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Phần bụng nó lân phiến đã xé rách, đại lượng máu rồng vẫy xuống, mà trong đầu của nó toàn là đến từ voi vực sâu nói nhỏ, linh hồn của nó chịu tổn thương so thân thể càng thêm đáng sợ nó đã có chút không chống nổi. Càng hỏng bét chính là, đi quyên rót vào trong cơ thể nó cổ quái lực lượng, ngăn cách nó cùng thời gian tuyến liên hệ, nó liền hô gọi viện quân đều làm không được. Chỉ có thể ở nơi này cô độc mà lại thật đáng buồn chờ chết. Nó thấy được Black từ trong bóng ma hiện thân. Nhưng nó đã không có tinh lực đi quát lớn hắn, hoặc là công kích hắn, con này đáng thương ấu long sắp xong. Không. Nó muốn gặp là một cái so tử vong càng thêm đáng sợ kết cục. Tất cả ấu lông đều nghe nói qua đầu kia bi thương cố sự. Liên quan tới một vạn năm trước The Sundering, đã từng cường đại ác Uder, hắc long quốc vương Nentarino như thế nào bị voi dẫn dụ mà nổi điên, triệt để rơi vào điên cùng tuyệt vọng thâm uyên. Nó đã trở thành đáng sợ đích quyên. Đồng thời phản bội đồng bào của mình, tay cầm tà ác thần khí Dragon sao, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền xé rách cự long trận doanh, tất cả cự long quân đoàn đều tổn thương thảm trọng. Kể cả chính Hắc Long. Lam Long quân đoàn ở trận chiến kia, kém chút đã bị Đế Quyên tự tay diệt tộc. Từ đó về sau, Hắc Long quân đoàn liền theo bọn nó huyết mạch đầu nguồn lây dính không có thuốc chữa điên rồ, ở qua đi vạn năm, Hắc Long bị mặt khác cự long săn đuổi đánh giết, hiện tại đã tiếp cận diệt vong biên giới. Mà Hắc Long nhắm sa đọa tao ngộ, chính là Gia Phi hiện tại gặp phải tình cảnh đi quyên cho nó một phần, lễ vật. Từ trong thâm uyên tiêu tán ra voi lực lượng, đang đem nó kéo vào một cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Ngươi là một đầu thanh đồng lông, ngươi tại Cavern of Time học tập yếu điểm, chính là thiện dụng thời gian, từ tương lai dự báo hiện tại nguy hiểm, sau đó né tránh khả năng tồn tại chết đi mối họa. Thế giới này quá thần bí, luôn có một số sự vật là ngươi trốn không thoát, giống như lần trước khi chúng ta chia tay, ta đã từng nói cho ngươi biết, Thanh đồng lông rất cường đại, nhưng các ngươi cũng không phải là vô địch. Thân yêu gia ngươi cũng không có lý giải ý tứ của ta, ngươi cũng không có học được giáo huấn. Khi cái này thật đáng buồn vận mệnh sắp giáng lâm, đã sắp chết gia nghe được trước mắt thời gian cạn bã, gọi thẳng tên của nó, lập tức giật mình một cái. Từ loại này trong đầu tràn ngập nói nhỏ hỏng bét trạng thái thanh tỉnh lại một tia, nằm rạp trên mặt đất, không kêu trên thanh đồng ấu lông chuyển động khổng lồ mắt trồng, nhìn chầm chầm Black, nó chật vật chất vấn. Ngươi là thế nào nhận ra ta? Ta ở quá khứ cùng tương lai, cũng nên cùng ngươi không hề có quen biết gì. Thật vậy chăng? Black hai tay chống burning blade, đứng cách ấu long 10 mét, hắn nhún vai, đánh giá tình huống đã hỏng bét đến cực hạn Jeffy, lắc đầu, nói. Đều tới loại tình huống này, Jeffy, ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất, thế mà chỉ có thế sao ophthesens đại nhân vật rút cuộc dạy dỗ ngươi thế nào tốt à nếu như ngươi thật muốn biết như vậy ta sẽ cho ngươi biết có lẽ là bởi vì ta là vốn là không nên xuất hiện tự như ngươi nói ta chỉ là hèn mọn thời gian cặn bã liền nói ngươi đặc biệt phẩm vị giống hệt như ta đã thấy tương lai nhìn một cái dạng này có hoa không quả màu nguyệt bạch vấy dài nhìn một cái lúc này bạc trắng mái tóc và tinh tế thân thể ngươi đúng là thích chân diện quá không điệu thấp. Có lẽ, ngươi nên hướng tiền bối, ta ở tương lai bằng hữu Cheromi, học tập một cái, hoặc là dùng giữa các ngươi quen thuộc hơn xưng hô, Cheronum. Một cái có giống được danh tự, giống cái cự lông. Nói đến đây, Black nhếch miệng, chửi bậy nói. Đương nhiên, Cheromi nữ sĩ điệu thấp, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại khoe khoang. Phàm là đối với gom văn minh có chút lý giải, liền biết cái kia vô thần luận chủng tộc, là không thể nào sinh ra priest loại này cần tín ngưỡng chức nghiệp. Nàng đại khái là toàn bộ Azeroth, một cái duy nhất gom ăn mặc Holy Life priest trang phục. Nếu như ngươi còn có thể sống sót, còn may mắn nhìn thấy nàng, vậy chuyển lời hộ, ta sẽ ở tương lai mổ cái thời gian tuyến cứu được nàng, đưa nàng từ đồng thời bị tám cái khác biệt địch nhân liên thủ ám sát tuyệt cảnh, cứu trở về nàng đáng yêu tính mệnh. Blackger lên Burning Blade, thanh này truyền kỳ vũ khí sáu cái siêu cấp mục từ, quyết định nó có thể trở thành một thanh đồ lông chi nhận. Nó có thể nhẹ nhõm mở ra ấu lông vẫy rồng. Có thể mở ra nó cứng trắng xương cốt, có thể lấy đi tánh mạng của nó. Bởi vậy, hải tặc ác ý tràn đầy nói. Đương nhiên, ta rất hoài nghi, ngươi đêm nay còn có thể sống sót hay không? Ngươi! Dê Phi trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, nhưng nó tình huống hiện tại thực sự quá tệ. Tại Black nhìn chăm chú, ấu long ngẩng đầu lên ở thon dài cổ chống đỡ nó phát ra thống khổ nghẹn ngào như sắp chết giả thú niệm vết thương ở bụng nó đã xuất hiện voi chuyển hóa dấu hiệu từng đầu cổ quái bóng ma xuất tu đang bị triệu hoán ra từ thâm uyên liền bám vào tại trên vết thương của nó đó là thuần túy nhất voi bóng đen nó đang từ linh hồn phương diện lây nhiễm je phi một khi linh hồn hoàn thành ô nhiễm nó cái này thân rộng cũng sẽ rất nhanh bị voi lây nhiễm thành kinh tởm sinh vật huyết nhục xuất tu chỉ là bắt đầu. Sau đó là khắp nơi sinh trưởng trong mắt, che kín bọc mũ cùng máu đen, dị dạng mà buồn nôn. Vậy liền giết ta. Gia phi thống khổ nức nở, nó thon dài cái cổ đã vô pháp chèo chống to lớn phần đầu, giống như sụp đổ sơn phong, hung hăng nện ở trước mắt Black, chấn động đến mặt đất tóe lên tung bay bụi đất. Nó hiển nhiên biết mình tiếp xuống sẽ gặp phải hết thảy. Nó cố gắng mà chật vật nói, trong tay ngươi vũ khí, có thể phá vỡ vẫy của ta, có thể chém giết vận mệnh của ta, giết ta. Tương lai cùng quá khứ của ta đều đang sụp đổ, ta đang bị voi khu trục khỏi thời gian mạng lưới. Ta sẽ bị ô nhiễm. Ta sẽ trở thành vũ khí để nó công kích đồng bào. Đừng để ta biến thành quái vật giống như nó. Sau khi giết ta, đi Kalimdo, đi Caverns of Time, đi Northern Dragon Beat, đi Wimmed Temper, đem đi quyên hiện thân tin tức, mang cho ốc Thesens mang cho bốn vị Long Vương. Địch Quyên tự tay chế tạo ra tà tạ ác thần khí bảo hộ nó, thanh đồng long tại thời gian cũng truy tung không đến nó, các đồng bào của ta còn không biết Địch Quyên đã trở về thế giới này. Nhất định phải, nhất định phải cảnh cáo bọn chúng. Black méo đầu một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi con này ấu long đã bị tra tấn điên rồi, vậy mà lại vào lúc này khẩn cầu sự trợ giúp của hắn nhưng hắn từ đôi kia to lớn mắt trồng thấy được vô pháp che giấu khẩn cầu. Hắn cũng nhìn thấy, quỷ dị voi là thế nào nuốt hết hiện thực chi vật. Những cái kia tại gia phi thân thể chung quanh không ngừng lấp lánh màu tím đen bóng ma, giống như bao vây lấy ảm đạm tinh quang voi xúc tu, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng, Black trong lòng đều sẽ có nói nhỏ âm thanh cuồn cuộn mà lên. Hắn từng có loại kinh nghiệm này. Ban đầu khi tiếp xúc bị ô nhiễm I of Palette, hắn cũng đã nghe qua thanh âm tương tự ọc qua lóc nhóm, đang đùa bẩn bọn hắn căn bản không hiểu lực lượng, thật sự là đáng buồn. Quân gian dạng kia âm mưu gia cũng chưa từng biết được, ở trong bóng ma, vô khổng bất nhập voi đã cắm rễ. Black tiến lên một bước. Nặng nề Burning Blade San được hắn dùng hai tay nắm lên, màu đen đánh bóng lưỡi đao để ở trên dê thon dài khổng lồ phần cổ, hắn nhìn ấu lông dần dần nhắm hai mắt lại. Giống như là chuẩn bị nghênh đón tử vong tiến đến. Hiện giờ tình huống này, Black giết nó, tuyệt đối là cho nó giải thoát. Ngươi đã tuyệt vọng tới trình độ nào mới có thể khẩn cầu một cái thời gian cạn bã giúp ngươi. Hải tặc đem truyền kỳ lưỡi dao cắt vào trong cổ Zephy. Hắn chuyển động cổ tay, cứng cỏi vẫy rồng ở dưới lưỡi đau phản phất như không có vật gì. Zephy lại bỏ qua chống cự, Black thoáng dùng sức, thì có một cổ nóng rực máu rồng chảy ra tới. Nhưng ấu lông đã không có cảm giác đau. Linh hồn của nó đang bị voi ô nhiễm. Nó đã chết lặng. Đích quyên đại khái đem ngươi trở thành nào đó cấm kỵ vật thí nghiệm. Bọn hắn gia tộc có truyền thống thích làm loại này, sinh vật thí nghiệm. Rất nhanh liền có hắc long tới tìm ngươi. Coi như ngươi chết, bọn chúng cũng đem thi thể của ngươi biến thành cực kỳ đáng buồn tạo vật. Nhưng ta vui với trở thành một tên đồ long giả. Tử vong của ngươi cũng sẽ trở thành lực lượng của ta, đến nỗi ngươi khẩn cầu, ta còn không có nổi điên. Bất quá, nếu như có thể để ngươi cảm giác được vui mừng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đích Quyên hiện tại không có ý định đối với các ngươi đám này Cự Long làm chuyện gì xấu. Đa Vang lãnh chúa đang chơi đùa vui vẻ ở Nhân loại Vương quốc đâu. Chúng ta dạng này sâu kiến, đều không nên đi quấy rầy vị kia nguy hiểm nhân vật hứng thú. Hải Tặc tay cầm truyền kỳ chi nhận, như leo lên gò núi, bắt lấy chui đao, hướng lên cắt ngang càng nhiều máu rồng hắt vẫy ra, vẫy rồng vỡ vụn, trắng bệt xương rồng đều ở trong máu tươi bạo lộ. Jeffy phát ra chết lặng nghẹn ngào, nó cảm thấy tử vong sắp tới. Nhưng nó vẫn không có phản kháng. Chỉ là cự long loại này kỳ lạ sinh vật sinh mệnh lực thực sự quá mạnh, tại dưới mắt loại tình huống này, Black dù muốn nhanh chóng chém giết nó, đều khó mà làm được. Hắn nhìn trong tay nhiễm nóng rực máu rồng truyền kỳ chi nhận, lại khoa tay đo lường Jeffy đầu lớn nhỏ coi như đem đau này trực tiếp đâm vào trong mắt Je Phi, đoán chừng đều khó mà chạm đến cũng phá hư đầu của nó. Đám này cự long thân thể cao lớn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là một loại tốt nhất phòng ngự, nhân loại vũ khí ở bọn nó xem ra liền y hệt tâm xỉa răng. Không thể như vậy. Hải tặc lại cắt ra mấy đạo vẫy rồng, hắn lắc đầu rút ra truyền kỳ chi nhận, một cước đá vào dây phi sừng rồng, nói. Điếp quyên dòng giỏi ở lúc này thời gian, tại Antarac dãy núi cũng có hoạt động, lại kéo dài, bọn chúng liền muốn đi qua, ngươi muốn giải thoát, liền phải tự mình tới. Nhưng ta có thể dùng một loại phương thức khác, giúp ngươi một cái, người đáng thương. Ừm. Bị voi tra tấn đã sắp thần chí không rõ thanh đồng ấu lông chật vật mở to mắt, liền thấy hải tặc từ bọc hành lý lấy ra một vật. Một chiếc tảng ra tái nhợt quang mang đèn bảo. He hem đèn dẫn hồn. Dê trong mắt ảm đạm quan mang lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại lâm vào tuyệt vọng. Nó chật vật nói. Ta tự tuyệt. So với rơi vào trong tay Helia tên điên kia, ta còn không bằng rơi vào voi thoải mái hơn một ít, dù sao, đều là vĩnh hằng tra tấn. Suy nghĩ chuyện gì tốt đâu. Người cái này đơn thuần đã có chút đáng yêu lại đáng thương xuẩn rồng. Black đem đèn dẫn hồn tới gần Jeffy vết thương, hắn sâu kín nói. Ta nói qua, người có thể cự tuyệt sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Đồ lông giả, hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 57 Đồ lông giả, hạ, bang, như chiến chu y vũ động đuôi rồng nâng lên, giống như muốn hướng bờ lách nền xuống đến, nhưng ở nâng lên trong nháy mắt, to lớn đuôi rồng cũng bởi vì suy yếu lại một lần đổ xuống mặt đất. Tay cầm đèn dẫn hồn hải tặc căn bản không có chịu ảnh hưởng, chỉ là bị xung kích sóng mang theo tuyết động bắn lên toàn thân. Trong tay hắn đèn dẫn hồn kéo dài ra bốn năm đạo màu trắng bệt ánh sáng, giống như là xiềng xích, xâm nhập vào dây phi bị cắt mở non nửa dài nhỏ phần cổ. Cái này đèn dẫn hồn, dường như cảm giác được cường đại mà hư nhược linh hồn gần ngay trước mắt. Nó muốn thực hiện chính mình tồn tại sứ mệnh nó muốn dẫn đi cái kia linh hồn không rõ quan mang cuốn quanh ở ấu long vỡ vụn phần cổ huyết nhục giống như là một hồi phong bạo đánh tới tại âm lãnh gào thét cuồng phong theo ấu long dê phi kêu thảm hóa thành trầm thấp nghẹn ngào một cái gần như hoàn chỉnh linh hồn liền như vậy từng chút một bị rút ra khỏi cự long thân thể không ấu long đang kêu thảm nó còn chưa có chết đâu linh hồn đương nhiên sẽ không ly thể nhưng lúc này sắp chết sinh mệnh lực, lại đang tiếp thụ voi ô nhiễm xung kích, để nó căn bản bất lực đối kháng đèn dẫn hồn lôi kéo cùng dẫn dắt. Đến từ he hem ánh sáng, chiếu sáng bờ lách quanh thân hắc ám, đem hắn gầy gò thân hình làm nổi bật cực kỳ bất tường. Trong hai mắt phản chiếu múa may cuồng loạn bạch quang, ngược lại là có mấy phần he -hem spirit hunter nên có âm lãnh khí chất, mà bên chân hắn, qua hoa, hoa nghẹn ngào, rung lẫy bảy tiểu mu lốc, thì mang một cái bình nhỏ đang hứng từ ấu long vết thương chảy ra sền sệt máu rồng. Điết quyên vì không bại lộ chính mình, sử dụng thấp nhất mức độ lực lượng, cây kia đâm xuyên ấu long lem tim mũi tên, chỉ là bổ sung voi đạo tiêu. Cũng không có voi hữu hóa huyết nhục ô nhiễm. Trước mắt trận này sa đọa là từ linh hồn bắt đầu, từ trong ra ngoài, tại trước khi dê phi linh hồn bị đánh tan, huyết nhục của nó vẫn là tinh khiết mà không có bị voi ô nhiễm. Máu rồng, đây nhưng là đồ tốt. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, cũng không cần cự tuyệt như thế Black đôi tay mang theo đèn dẫn hồn Trước mắt thực chất hóa ấu lông linh hồn bị trói buộc dẫn dắt rút ra thân thể Hắn chủ trì cái này hơi có vẻ tàn nhẫn nghi thức, nói Ta cùng Hehem liên hệ tạm thời được Holy Lai ngăn cách Trước khi Helia một lần nữa tìm tới ta Linh hồn của ngươi có thể tạm thời sống nhờ bên trong đèn dẫn hồn Nhưng Helia nhất định sẽ tìm tới ta tên điên kia sẽ không để cho tiêu dao tự tại. Có lẽ vào ngày mai, có lẽ tại mấy ngày sau, sứ giả của nó sẽ mang theo he hem phẫn nộ mà đến, ta đã có kế hoạch để lắng lại cổ này phẫn nộ, lại tìm cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thoát khỏi Helia tên điên kia. Nhưng ngươi, Jeffy, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Một khi sứ giả của nàng phát hiện, đèn dẫn hồn của ta ẩn chứa cự long linh hồn ta sẽ không chút do dự đem ngươi ném ra ngoài, coi như lễ vật hiến cho he hem nữ vương, mà ta tin tưởng, phần lễ vật này đủ để lắng lại Helia đối ta tất cả bất mãn. Vì kia nữ vương bệ hạ ngoài trừ là một cái không thể nói lý, lại tham lam vô độ, điên cuồng vô hạn kẻ điên ra, kỳ thật rất tốt sống chung. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoan một chút, phục tùng ta. Xét thấy ngươi tình huống hiện tại, ta không cảm thấy ngươi lựa chọn cự tuyệt là lý trí, mà lại hướng chỗ tốt suy nghĩ đi, ngươi đánh mất chỉ là một bộ đã bắt đầu sa đọa, không có thuốc chữa thân thể. Ngươi chỉ thật đáng buồn trở thành một tên bị ta khống chế u linh. Nhưng ngươi ít nhất còn có thể sống, không phải sao? Có lẽ trong tương lai nào đó thời gian điểm, ngươi có thể tự mình đi báo cho đồng bào của ngươi, liên quan tới đích quyên trở lại nhân gian tin tức, ngươi quan tâm bọn chúng, ngươi không muốn để cho bọn chúng gặp vận rủi giống như ngươi. Ngươi trước tiên cần phải sống sót cho nên, ngươi muốn trả lời ta thế nào đây? Black nhìn chầm chầm suy yếu ấu lông, căm hận mà lại trở nên hỗn độn mắt trắng, lại hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Hắn mang theo ác ý đe dọa nói. Ta nghe được hắc lông vỗ cánh thanh âm, đi quyên dòng dõi mau tới, ngươi quyết định nhanh lên, lại lề mà lề mề, ta liền đi. Chớ đi. Đừng bỏ lại ta. Jeffy bất lực cực kỳ. Từ nó lấy cự lông chi thân sinh ra đến nay, nó chưa từng bất lực như này. Nó chỉ là một đầu nho nhỏ ấu lông, lại không có cái gì truyền kỳ cố sự, càng không có trải qua đáng giá kỷ niệm nhân sinh, nhưng lại bị vận mệnh bước đến trước mắt tuyệt cảnh. Dù sao lấy cự lông thời gian khắc độ mà nói, nó vẫn chỉ là đứa bé A. À. Mắt thấy Black rút ra đèn dẫn hồn, làm bộ muốn trốn vào bóng ma, mà bị voi xâm nhiễm, đã cảm giác được linh hồn sắp dị hóa phi nhanh chóng quyết định. Nó hô to đến tới. Rút ra linh hồn của ta. Nhanh. voi đang lôi kéo ta, lốt óc tam tại thượng, đau quá, thật là khó chịu, nhanh. Đây mới đúng sao, nhưng không có trợ giúp của ngươi, chính ta làm không được. Black xoay người, đem đèn dẫn hồn lần nữa nhấc lên, hắn nói. Ngươi nhất định phải cũng đủ suy yếu, ta mới có thể rút ra linh hồn của ngươi, bộ thân thể này đã không cứu nổi, ngươi cần vứt bỏ một vài thứ, mới có thể nhẹ nhõm lên đường. Việc này có chút tàn nhẫn, nhưng lại nhất định phải làm. Hoa đã bị voi tra tấn thần chí không rõ Gia Phi nghe được lời này, liền cổ động lực lượng cuối cùng, vung lên móng vuốt, một trảo đập vào trên cổ của mình. Sắc bén lông trảo mang theo quyết tử lực lượng, đem cổ của nó xé mở hơn phân nửa. Đây là đang tự sát. Nóng hổi máu rồng hòa với vỡ vụn vẫy rồng vẫy khắp nơi đều là đần độn tiểu mu lốc Benbo còn dơ bình chơi domino hứng máu đâu, kết quả không thể né tránh, bị phun ra máu rồng dội một thân, oa oa kêu thảm lật tới lật lui trên mặt đất. Nó giữ cổ, rất thống khổ, hẳn là không cẩn thận nuốt mất một ít. Hải tặc đem vụn về tiểu mu lốc vớt lên, nhét vào bên hông túi đeo, lại đôi tay mang theo đèn dẫn hồn, tái nhật hồ quang từ trong đèn bay múa ra. Jeffy cũng đủ hư nhược rồi, nó lại không phản kháng nữa, đầu kia ấu long linh hồn liền bị càng nhanh lôi kéo ra, bị trắng bệt ánh sáng mang theo trở lại đèn dẫn hồn. Không hổ là cự long. Linh hồn của nó khổng lồ gần bằng thân thể. Hải tặc cảm giác được trong tay trầm xuống, lại có một cổ nóng rực dọc theo cánh tay chảy xuôi vào thân thể, đại khái là dê phi ô nhiễm linh hồn mảnh vỡ, được tách ra trong quá trình đèn dẫn hồn hút dẫn. Đèn dẫn hồn hiển nhiên không thích voi lực lượng. Nó đến từ he hem, là Helia lực lượng kéo dài, mà Helia trước khi điên, chính là phe trật tự chung cực tạo vật, tự tạo nên quần tinh vạn vật vạn thần điện Titan, chế tác ra làng thế giới người thủ hộ. Mặc dù bây giờ Helia đã điên mười mấy vạn năm, nhưng nó biến chất tử vong thần lực, yên nguyên đối với voi có cực mạnh kháng tính cùng áp chế, đèn dẫn hồn khi thu nhận dê phi linh hồn, liền đem những cái kia bị ô nhiễm bộ phận đều cắt xuống. Kết quả tiện nghi Black những mảnh vỡ này sinh ra kinh nghiệm, hiển nhiên không nhiều bằng trực tiếp đồ sát một con ấu lông. Nhưng cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tiện tay ném vào ranger chức dai, để cho đẳng cấp thăng đến cấp 18, nhưng hải tặc chức giai cấp 30 thanh kinh nghiệm y nguyên kẹt tại 99%, vô pháp tiếp tục trót vào kinh nghiệm, để cho black dị thường bất đắc dĩ. Lấy hiện tại hehem sứ giả trạng thái bị holy lai lực lượng tạm thời phong ấn, đèn dẫn hồn kết nối không đến hehem Jeffy ở trong đó sống nhờ là an toàn. Nhưng cũng là tạm thời thôi. Chúng ta cần nói một việc. Black tay chân lanh lẹ nhặt lên tràn đầy máu rồng vài cái bình, lại cầm một ít còn tính hoàn chỉnh vẫy rồng, sau đó phóng tới ngoài mấy trăm mét Griffin, thật nhanh xông vào bầu trời đêm. Ở trong đêm tối cùng phong vũ động, hắn đem đèn dẫn hồn nhắc tới trước mắt, đưa tay ở ngoài mặt gõ gõ. Nói. Liên quan tới giữa ngươi và ta về sau quan hệ, chúng ta nhất định phải nói một chút bất quá ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi đáng thương jeffy sau khi kinh lịch cái này hỏng bét một đêm tiểu cô nương khẳng định đã bị dọa sợ chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta từ từ nói ngủ đi ngủ đi ngày mai là một ngày mới ngươi ta đều sẽ có quan minh tương lai nhưng nếu như ngươi còn gọi ta bằng thời gian cặn bã cái kia rất vũ nhục danh hiệu ta liền đem ngươi đầu này ngạo mạng ấu lông đút cho helia Jeffy không có trả lời đầu này đáng thương ấu long đã bị voi chi lực từ thời gian tuyến tạm thời bốc ra tương lai của nó cùng quá khứ và tại mỗi cái thời gian điểm thời gian huyễn tượng đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu đối với một tên thanh đồng long tới nói loại trạng thái này đến gần vô hạn chân chính tử vong nó đã tiến vào một đầu thời gian người thủ hộ khả năng tồn tại suy yếu nhất vô lực nhất trạng thái nó bức thiết cần thiết nghỉ ngơi mà cưỡi trên Griffin Black, đem đèn dẫn hồn treo ở bên hông, lại hướng thể nhân vật nhìn lướt qua, phát hiện bản thân cột danh hiệu có thêm một cái, Đồ Long Giả danh hiệu. Hiệu quả giống ở danh hiệu, sau khi đeo lên sẽ tăng cường lực sát thương đối với hết thảy loài rồng sinh vật, đồng thời bổ sung động tác tu chỉnh. Không có tác dụng gì à? Black ngữ khí tiếc núi nói. Lấy thực lực bây giờ, chính diện đối đầu ấu long đều không có phần thắng chút nào nhiều nhất đi khi dễ đám kia á long vừa ra đời loài rồng cùng hỗn huyết dragon bất quá truyền thuyết tắm rửa máu rồng sẽ cường hóa thân thể tương lai mấy tháng về sau dragon mà ốc nhóm đại khái sẽ liền bắt đầu uống máu hồng lông để chống đỡ berluth lethargy suy yếu ảnh hưởng việc này chứng minh thuyết pháp này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói ân ừ. sau khi đến hinterland thử một lần Black rời đi sau một giờ một cái khổng lồ bóng ma thu nạp thân thể tại Antarac lạnh đêm tối lướt xuống, đó là một đầu toàn thân hiện đầy vẫy đen cự lông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dài hơn 70 mét thân dài, liền biết đây là một đầu trưởng thành hắc lông. Mà theo nó đặc thù sắp xếp sinh trưởng như vương miệng sừng rồng, cùng phần lưng giống ưu nhã màu tím vây cá, và đặc biệt to lớn móng vuốt cùng con mắt đến xem. Đây còn là một vị giống cái hắc lông. Hẳn là Long vương huyết mạch, là Nentirino, cũng chính là đích quyên thuần huyết hậu duệ tìm được. Nó ngay tại cái này ít ai lui tới núi rừng tuyết trên không tuần hành, như tuần sát lãnh địa của mình, rất nhanh tìm được mục tiêu, thanh động ấu lông dê phi thi thể đang nằm trong vũng máu. Toàn bộ cổ đều bị móng của mình cắt ra một phần ba, một đôi màu vàng mắt rồng sớm đã đã mất đi sinh mệnh quan trạch. Hừ, tự sát, coi như có chút quyết đoán. Con kia hắc lông rơi vào rừng rậm, thật nhanh hóa thành một vị tóc đen mắt đen, thân thể thước tha, mặc váy dài nữ sĩ, nàng khoanh tay, nhìn trước mắt khổng lồ như núi nhỏ thi thể. Lắc đầu nói. Ta chán ghét thi thể, bất quá ta cái kia không thể diện ca ca, tự hồ rất thích loay hoay những thứ này, hắn có lẽ có thể dùng cái này đáng thương ấu lông thi thể, mây ra một đầu khác quái vật. Hả? Đầu này thanh động long linh hồn đâu? Phụ thân tự mình động thủ, thi thể này nội bộ hẳn là có một cái bị voi hữu hóa mà sa đọa linh hồn. Thi thể còn có không trọn vẹn thiếu đi sừng rồng, một ít vảy rồng, mấy cây móng rồng cùng gân bắp thịt cũng không thấy, trên cổ còn có trân nhẵn vết cắt, có những người khác ở trước khi ta tới đã xuất hiện ở nơi này. Vì kia hát long nữ sĩ tiến lên mấy bước, nó thăm dò bốn phía, không có phát hiện cái gì có giá trị vật tàn lưu. Nhưng khi nó vươn tay, phóng xuất ra một cái long nữ ma pháp, liền lập tức cảm thấy một cổ sao chung quanh núi tuyết hàng khí càng âm lãnh năng lượng lưu lại. Là tử vong lực lượng. Thác Long nữ sĩ hơi có vẻ cẩn thận lui về sau một bước, sau đó nheo lại yêu mị mà xinh đẹp con mắt. Là he hem. Vẫn là cái kia chán ghét trong loa. Nhưng Antarac lại không phải bọn chúng truyền thống phạm vi thế lực, bọn chúng tôi tớ làm sao có thể xuất hiện ở đây. Ân. Ừ. Mặc kệ. Đó không phải cấp độ mà ta có thể nhúng tay, liền giao cho ta cái kia tàn bạo phụ thân đi xử lý đi, nhưng đoán chừng nó cũng sẽ không quá để ý, nó đêm nay làm to chuyện chủ yếu yêu cầu, cũng chỉ là cổ thi thể này thôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Ẩn dấu ở thời gian chi cát Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 58 Ẩn dấu ở thời gian chi cát từ Antarac dãy núi đến Hinterland cũng không quá xa, hai tòa có hướng đi khác biệt dãy núi, chỉ có hiu bớt chỗ này phu thiên bình nguyên nằm ở giữa ngăn cách. Một đêm phi hành lúc sau, nghiêm chỉnh huấn luyện Wyhem Griffin liền chở Black Bay qua San City cùng chi luân thoan, đạt tới Hinterland Aripit phụ cận. Wyhem đốt cũng là Dups. Mặc dù bọn hắn tự xưng là thiên không chi tử, nhưng bọn hắn không có khả năng suốt ngày đều cưỡi Griffin ở trên trời, bọn hắn cũng cần xuống đất sinh hoạt mà bọn hắn kiến trúc phong cách cùng Bronjet cũng không có quá lớn khác biệt. Tại cao vút trong mây Aripik Sơn Cốc, tọa lạc Uyhem Hem Tòa Thành, xây dựa lưng vào núi, là một tòa cỡ lớn thành lũy, một tòa bằng đá thành thị. Trừ không có lò nung lớn ra, cùng Bronjet Dup. Iron khác biệt không lớn. Từ 230 năm trước, sau khi hai mau tận kiên. Modimut chết già, đuốc bộc phát u ốc the thuy hammer. Wehamdud đã mất đi tại Westland quê hương Vimbaton, bọn hắn đại bộ phận tộc nhân, liền đều sinh hoạt tại rời xa tổ địa cố hương nhà mới. Năm đó dẫn đầu bọn hắn di chuyển tới Weham thân vương Khadro. Weham đã chết già, mà Wehamdud cũng thích ứng gia viên mới. Bất quá, đã bình tĩnh 230 năm Hinterland, bây giờ cũng bị dị thế giới kẻ xâm lấn mang tới chiến họa phá vỡ yên tĩnh. Khi Black dọc theo sáng sớm ánh nắng, ngồi griffin rơi vào wi tòa thành đỉnh chấp griffin nơi trong giữ bình đại hắn hướng phía dưới nhìn ra xa liền có thể tùy tiện nhìn thấy nhân loại kỵ sĩ đã tụ tập ở ngoài tòa thành bọn hắn đã ở nơi đó thành lập doanh địa tạm thời còn có chút tân binh đang huấn luyện từng đội từng đội kỵ sĩ rời khỏi doanh địa hướng hinterland chỗ sâu xuất phát còn có rất nhiều wi griffin không ngừng lên xuống bọn họ chở người bị thương từ tiền tuyến về và cũng chở rất nhiều màu đen túi đựng xác có nhân loại, cũng có đuốc. Xem ra Hinterland chiến hỏa chỉ là vừa mới khai mạc, tình hình chiến đấu liền đã rất kịch liệt. Nguyên cung ti ra hải quân, hạm đội thứ ba trinh sát Black so, trước đến báo danh. Trưởng quan, đây là điều lệnh. Black rất nhanh ở Wilhelm tòa thành lâm thời sảnh tác chiến, tìm được rồi nhân loại quân đội quan chỉ huy. Hắn nguyên vốn cho rằng mình có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Silverhand đại kỵ sĩ Turalian tướng quân. Nhưng tiếp đãi hắn chỉ là một tên trên cánh tay buộc băng vải thiếu tá. À, trong truyền thuyết Oxlayer đến rồi. Thật là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Vị này thiếu tá cầm lấy đã đóng mấy đầu con dấu điều lệnh, lại nhìn lướt qua phía dưới dùng cho chứng minh thân phận khen ngợi điều lệnh, đạo kia lô tha nguyên soái gia tộc con dấu phân lượng 10 phần. Để cho vị này lẽ ra áp lực rất lớn thiếu tá, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn đem khen ngợi điều lệnh trả cho Black, nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, vì hắn giới thiệu đến. Hiện tại Hinterland cái gì đều thiếu, nhưng Duy chỉ không thiếu đáng chết da xanh, dũng sĩ như ngươi ở chỗ này nhất định có thể giết thống khoái. a à, tự giới thiệu bản thân một chút. Tên ta là Phe Bơn. Một công tước phong thần, trước mắt tại Turalyon tướng quân quân đoàn đảm nhiệm quan chỉ huy. Turalyon tướng quân hiện tại đang dẫn đội ở Fallowin lết phụ cận, trợ giúp hai Elvet Aleria nữ sĩ cùng dưới trướng nàng hiệp sĩ. Nơi đó chẳng những có Black Cốc Âu, bọn hắn ở Phu Thinh công phá hai Elvet một chỗ trại tù binh, giải cứu trôn thủ lĩnh, một cái tên là Dung Dinh Hỗn Đảng. Bởi vậy hiện giờ chỗ này, có một đám chán ghét giả mang Amani trong hiệp trợ gia xanh tạo dựng chiến tuyến. Chiến tranh kịch liệt vô cùng, chỉ là không đến 7 ngày, chúng ta liền tổn thất một phần 10 binh lính. Tin tức tốt là, đám kia ốc không chống nổi. Tin tức xấu là, chúng ta mất dấu ốc cái kia tạp toái. Phe bơn thiếu tá hung hăng quơ quơ nắm tay, biểu đạt bất mãn của mình. Hắn mang theo Black đi đến sảnh tác chiến bản đồ quân sự, chỉ vào phía trên ba cái gạch đỏ, lại duỗi ra ngón tay hướng càng xa phương bắc quơ quơ, nói. Cái kia tạp toái khẳng định đã rời đi Hinterland, hướng hai Elvet Thalas đi, Aleria nữ sĩ rất gấp, nàng nóng lòng trở về cố hương trợ giúp đồng bào. Nhưng chiến tuyến chậm chạp mở không ra, chúng ta cũng không có cách nào. Ốc ở nơi đây đốc quân là rất khó giải quyết nhân vật, tên là Varrock. Sô phơn, hắn tương đương giảo hoạt lại lợi hại, quả thực là dựa vào không bằng chúng ta nhân số ốc và trôn, chặn lại chúng ta truy kích. Black khẽ gật đầu, hắn nhìn bản đồ chiến thuật, quả nhiên là cài răng lược thế cục, Hinterland là vùng núi, đại quân đoàn sắp xếp không ra trận tuyến, chỉ có thể lấy tiểu cổ quân đội chém dết phương thức tranh đoạt chiến tuyến. Nơi đây lại là Forest trong truyền thống phạm vi thế lực. Ngoại trừ Amani trôn ra, Hinterland còn có thế lực khá cường đại Villeburn trôn, những tên kia thậm chí ở Hinterland đã thành lập nên chính mình thành thị. Quy mô của nó cũng không nhỏ hơn uy tòa thành. Tin tức tốt là Villeburn trôn mặc dù là Amani trôn họ hàng gần, nhưng chúng nó hiển nhiên cũng không tính vì ốc chiến tranh giao ra toàn bộ lực lượng của mình. Việc này để nhân loại cùng uy hềm liên quân giảm bớt thực lớn áp lực Ta nghe nói chuyện xưa của ngươi, dũng sĩ Ta biết ưu thế cùng phương thức tác chiến mà ngươi am hiểu Cho nên, cũng không giao cho ngươi cụ thể nhiệm vụ Phe bơn thiếu tá chỉ vào bản đồ chiến thuật Đối với Black nói Tự do chọn lựa bãi săn đi Sau đó giúp chúng ta diệt trừ da xanh Càng nhiều càng tốt Nơi nào ốc quan chỉ huy nhiều nhất Black hỏi một câu Phê Bơn cười ha ha một tiếng, cố ý bắt tới một trương giảng lược địa đồ, ở phía trên dùng bút lông ngỗng phát họa ra 10 đầu vòng tròn nhỏ, sau đó đem nó cuốn lại, đưa cho Black, nói. Đây là chúng ta trước mắt xác minh ra ốc tiểu đội cứ điểm, ngươi khi đi qua phải cẩn thận bản địa trôn, những tên kia ỷ vào bản thân quen thuộc địa hình, mấy ngày này đã phục kích chúng ta thật nhiều trinh sát. Được rồi, ta nghỉ ngơi một chút. Black thu hồi địa đồ, đối với Phe Bơn khẽ gật đầu, hắn ngữ khiến ngắn gọn nói. Ta cũng cần một gian an tĩnh căn phòng, lại ăn uống một lát, sau đó buổi chiều liền xuất phát. Không có vấn đề, nơi này mặc dù là chiến trường, nhưng vì một tên dũng sĩ an bài những thứ này, vẫn là dư xài. Thiếu tá cười lớn một tiếng, sau đó kêu thân vệ tới, để cho hắn mang bờ lách đi nghỉ ngơi, ngay tại tòa thành thượng tầng một gian cục đá căn phòng. Tràn đầy đuốc phong cách. Trong phòng tất cả mọi thứ gần như đều làm bằng đá, Ngoại trừ một cái bàn, chỉ có vẫn còn ấm ấm lò sưởi trong tường đang thiêu đốt. Black đóng cửa thật kỹ, sau đó đi đến cửa sổ, hướng ngoài nhìn một chút. Weham đút. Griffin kỵ sĩ vừa vặn chuẩn bị cất cánh, mười mấy đầu mặt giáp hùng tráng Griffin, chở hô to gọi nhỏ, trên người có màu làm chiến văn Weham cơ bắp người lùn bay vào không trung. Đám này không trung kỵ sĩ bên hông đều treo đầy được bọn hắn hai sa Saman chúc phúc phi truyền khi vứt ra sẽ mang theo lôi đình vũ động, lực phá hoại khá kinh người, cũng là bọn hắn sở trường chiến kỹ. Murai Bronjet cũng rất am hiểu loại này đuốc phong cách phi chùy nền gõ, bọn hắn gọi chiêu này là Stomser Hammer. Hồ Black cởi giáp da, lộ ra gầy gò thân thể, hắn lại từ bên hông túi vải, lấy ra vẫn còn đang hôn mê tiểu mu lóc Benbo, tiểu tử đáng thương này đêm qua bị máu rồng rót một thân. Non nớt lân phiến hiện đầy tổn thương nếu như không phải còn có nhiệt độ cơ thể, Black sẽ cho rằng nó đã bị đốt chết rồi. Nhưng máu rồng đúng là cải biến chỉ này tiểu mu lốc sinh mệnh, nó bị bỏng lân phiến đã tróc ra, chỉ là trong vòng một đêm, tầng lân phiến liền đã mọc lại. Mà lại so trước đó càng cứng cỏi? Máu rồng cường hóa, quả thật có hiệu quả. Hải tặc đem hôn mê tiểu mu lốc, để vào bên cạnh chậu nước, lại từ bọc hành lý xuất ra mấy bình lớn tản ra gây mũi hương vị máu rồng, đặt ở dưới lỗ mũi hít hà. Đến nỗi mùi vị gì đó. Quẹ. Quy, ngủ đủ chưa? Black cũng không có lỗ mãn uống vào máu rồng, hắn bị lửa rồng đốt cháy một lần đã đủ thảm, việc này đủ để cho hắn học được giáo huấn, lại lấy ra đèn dẫn hồn, đặt lên bàn, đưa tay ở phía trên gõ gõ. Kích cái âm thanh, ta có việc hỏi ngươi. Ẩn trong đèn dẫn hồn Jeffy rõ ràng phi thường suy yếu, tại Black đánh gõ, nàng lấy bé không thể nghe thanh âm đáp lại đến. Ta cần nghỉ ngơi, thời gian dài nghỉ ngơi, cự long linh hồn chưa chắc cứng cỏi hơn nhân loại các ngươi, đặc biệt là khi cái này đáng chết đèn còn tước mất ta non nửa linh hồn. Ngươi muốn hỏi gì? Máu của ngươi, dùng như thế nào? Black trực tiếp hỏi. Trực tiếp uống hết liền sẽ có hiệu lực sao? Uống hết sẽ hạ độc chết ngươi. Gia phi ngữ khí nhiều một tia kịch liệt, nhưng rất nhanh lại suy yếu xuống tới, nó ngữ khí cô đơn nói. Chúng ta thanh đồng long cùng hồng long không giống, chúng ta nắm giữ là thời gian, mà không phải sinh mệnh, nhưng thời gian là một loại kịch độc, phàm nhân thân thế chịu không được nó gội rửa. Thanh đồng long huyết dịch, cũng không bao gồm cường hóa sinh mệnh lực hiệu quả. Nó đối với các ngươi có hại vô ích, mà lại mặt khác cự long huyết dịch, cũng không có lợi hại giống như ngươi tưởng tượng, tắm rửa máu rộng phần lớn là phạm nhân truyền miệng ly kỳ cố sự, không đáng tin vào. Nhưng quả thật có hiệu quả, đúng không? Black vuốt vuốt bình nhỏ, nhìn xem trong đó sền sệt huyết dịch, hắn nói. Theo ta được biết, hồng long huyết dịch có thể cường hóa sinh mệnh lực, khu trục suy yếu. Lam long huyết dịch là pháp sư khao khát ma lực huyết dịch, đến nỗi lục long, Candorinai Elderui, thỉnh thoảng sẽ dùng lục long lân phiến phóng thích tự nhiên pháp thuật mà lại ta còn thấy tận mắt lục long phỉ thúy nọc độc quy năng như vậy các ngươi thanh đồng lông máu có tác dụng gì đâu jeffrey nói cho ta thành thật một chút ngươi mới có thể lý giải chúng ta bây giờ cần phải trợ giúp lẫn nhau hải tặc dừng dừng lại thêm một câu nếu như ngươi không nói ta một hồi liền đem ngươi và đèn dẫn hồn ném vào trong biển ngươi thanh đồng ấu long bị cái này uy hiếp làm lửa giận vọt sinh nhưng nghĩ đến Helia trưởng khống he hem, cái kia, nơi tốt, thanh danh, để cho nàng ý thức được, nàng hiện giờ không có vốn liếng để co kè mặt cả. Sau khi trầm mặt mười mấy giây, nàng thành thật nói. Nó có thể giúp ngươi ngăn cách thời gian, vĩnh bảo thanh xuân. Nếu như dùng đặc thù biện pháp, bôi lên trên người, liền có thể bị mặt khác thanh đồng long coi là đồng loại khí tức, từ đó tránh cho bị đồng bào của ta tại thời gian lưu phát hiện. Nhưng nó không phải vĩnh cửu ta đã chết. Ngươi phải hiểu, lực lượng thời gian trong dòng máu của ta sẽ biến mất, dù là ngươi lại thế nào dụng tâm bảo tồn, lực lượng trong đó yên nguyên sẽ ở mấy năm sau biến mất. Bỗng. Ta liền muốn cái này. Black cười khẽ một tiếng, nói. Ta chỉ cần nó giúp ta vượt qua suy yếu nhất thời kỳ, giải quyết hết ngươi đã hao tốn ta quá nhiều tinh lực, mà ngươi chỉ là một đầu vùng về ấu lông. Vạn nhất lại đến cái sale of the sense tinh nhuệ thành viên, nó có thể tùy tiện coi ta là bữa sáng ăn hết. Tốt, ngươi xem, giữa ngươi và ta thành lập được một loại thân cận quan hệ, việc này không có chút nào khó, hiện tại nói cho ta, phương pháp để cho ta ẩn nấp tại thời gian chi xa. Gia trầm mặt mấy giây. Nàng đưa ra yêu cầu của mình, nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể đem ta giao cho Helia, hơn nữa ngươi phải giúp ta đổi một loại phương thức tồn tại, trước khi sứ giả của nàng một lần nữa tìm tới ngươi đơn giản. Black xoay mở trong tay bình nhỏ cái nắp, lắc lư trong đó máu rồng, hắn nói. Đèn dẫn hồn bất quá là khí cụ dùng để gửi lại linh hồn, chỉ cần cho ngươi thay tở nhỏ, liền tốt, thứ này ở trước đó thời đại hiếm thấy vô cùng. Nhưng dưới mắt chiến tranh lại còn rất nhiều. Ốc qua lóc nhóm tùy thân mang theo sao sơn, chỉ cần tìm được một cục phẩm chất đủ cao, vậy liền có thể chứa đựng ngươi ngủ đi vào. Mặt khác, ngươi bây giờ là linh hồn trạng thái, mà lại rất suy yếu, đúng không? Muốn ăn điểm đồ tốt sao? Nếu không, ta mời ngươi ăn mấy đốn tiệc lớn. Nếu như ngươi biểu hiện càng hợp tác một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Oxlayer LV Úc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 59 Oxlayer LV Úc Hinterland, Agonwatha. Nơi này là một trong những phế tích của Amani trôn đế quốc khi nó còn cường thịnh. Ở 2,800 năm trước thời đại kia, Northland Forest Trôn cũng có được đế quốc của riêng mình. Bọn hắn đem nó xưng là Amani. Trong nhóm cho rằng toàn bộ Azeroth đại địa đều là lãnh thổ của tổ tiên bọn họ, bọn hắn có tuyệt đối tư cách cùng lực lượng. Ở một vạn năm trước khi Gerrard kết thúc, trùng kiến tiên tổ vinh quang thời điểm đó Amani trôn là kiêu ngạo. Bọn hắn từ chính mình hạch tâm khu vực xuất phát, hướng nam công kích Arathi hai lần, nơi mà nhân loại bộ lạc phồn diễn sinh sống, và hướng bắc công kích quê Thalas, nơi mà hai Elvet thành lập vương quốc. Bọn hắn cũng quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Nam Bắc hai tuyến đồng thời khai chiến, đánh lúc ấy mới sinh nhân loại văn minh, cùng khốn thủ một chỗ hai Elvet thua tơi bời, song phương nhanh chóng bị Amani đế quốc dồn đến tuyệt cảnh cho nên bọn họ quả quyết lựa chọn liên hợp. Sau khi nhân loại đế vương Thorai cùng Sung kiên Anstatrian kết minh, hai Elvet cùng nhân loại hai đầu phản kích, phối hợp với nhau. Rốt cục ở Antarac cửa núi đại quyết chiến, lấy từ hai Elvet nơi đó học xong ma pháp nhóm thứ nhất nhân loại pháp sư tụ quần thi pháp tập kích phương thức, chém giết Amani đế quốc thống binh đại tướng, thần linh võ sĩ Jintha. Sau đó, Forrest trôn đế quốc giấc mộng liền trách nát bọn hắn không gượng dậy nổi. Từ đó đến giờ, một đường suy yếu, không còn có thể mạnh mẽ lên. Hôm nay buổi chiều, liền tại trong đế quốc mộng nát lúc sau, ở đã bị thời gian triệt để vùi lấp đi tất cả vinh quang cổ lão phế tích, một hồi săn giết đang được tiến hành trong bóng ma. Nơi này trú đóng một cái ốc tiểu đội, hơn 50 người. Còn có tương đồng số lượng forest trôn ở ngoại vi cảnh giới, nhưng khi bọn hắn phát hiện người xâm nhập, ốc bốn tên đội trưởng đều đã bị cắt đầu mà lại giảo hoạt người xâm nhập, ở uống nước khu vực hạ độc, để cho một đám thương binh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền chết tại Bleeding Hô Lao thị tộc trí mạng độc dược. Toàn bộ doanh địa hỗn loạn tưng bừng. Trốn ở trong bóng ma Black, chớp chớp dưới mũ trùng cùng khăn che mặt hai mắt, trong tay chụp lấy một cái rất tinh xảo gom dẫn bạo trang bị, dựa vào một cây đại thụ che chắn, hắn đè xuống chốt mở. Oanh, chôn ở phế tích bốn phía gom ám lôi đồng thời dẫn bạo, ánh lửa bay vút lên trực tiếp nổ chết 7.8 cái tụ tập quanh đó trôn, mà doanh địa chỗ sâu chất đóng dung dịch cháy, cũng bị nổ tung ngọn lửa nhóm lên. Chỉ là vài phút, toàn bộ phế tích liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng Black đối với việc này cũng không hài lòng. Mất khống chế quả nhiên là gom khoa học kỹ thuật tinh túy, ta rõ ràng chôn 6 viên ám lôi, nhưng chỉ có 5 cái là nổ, còn có một cái mất đi khống chế. Hắn ở trong bóng tối vung ra câu khóa, Chập vào một chỗ phế tích gạch đá, nắm kéo hắn rơi vào vài tên đang chuyển di vật tư ốc trung tâm. Khi phá ảnh mà ra trong nháy mắt, Bledis liền đâm xuyên qua trước mắt ốc hậu tâm. Một cái tiêu chuẩn mà uy lực mười phần sinister sai, tại như khói đen cuốn quanh lưỡi đau bóng ma, đâm xuyên qua thấp kém giáp da, tạo thành càng lớn tổn thương máu tươi văng khắp nơi. Đem cường tráng ốc trái tim quấy thành một đoàn thịt nát. Mặt khác bốn cái ốc lập tức kịp phản ứng vung vũ khí liền muốn tiến công. Nhưng bên tai vang lên triều tịch huyễn âm, lại ở ngay sau đó bị ma lực trọng kích choáng ván ngã xuống đất, Black rút đao nơi tay, trạng thái chiến đấu thiêu up the hung để cho hắn vung đao cùng trốn tránh càng nhanh. Oxley ở danh hiệu, Weapon Master Thiên Phú, song trọng động tác sửa đổi để lực sát thương của hắn đối với ốc tăng gấp bội. Tại ti đang chăm có hiệu lực một giây, Bladic cùng thờ Blay ở hai sườn vung lên, song trọng tiến công, chặt đứt cổ hai tên ông, lại ở thuận theo thân thê quay cuồng, đem đoạn kiếm cắm vào địch nhân con mắt. Một giây sau cùng đứng dậy, quay người vung ra ngâm độc phi đao, cắm vào người cuối cùng bả vai. Vừa vặn ba giây. Hoàng Mỹ. Năm đạo nhiệt lưu tràn vào bờ lách cánh tay, bốn đạo bị hắn chuyển hóa thành kinh nghiệm, nhét vào cấp 18 ren chờ cấp bậc, tại bờ lách vui vẻ nhìn chăm chú, ren chức giai thanh kinh nghiệm lần nữa dâng lên một đoạn ngắn. Mà cuối cùng một đạo mảnh vụn linh hồn, thì bị vứt cho bên hông đèn dẫn hồn, he hèm sứ giả trạng thái tạm thời bị phong ấn, đạo này linh hồn không trở về được Helia nơi đó, liền tiện nghi ở trong đó suy yếu linh hồn. Từng. Black ngồi sống người xuống, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, hắn hỏi. Thế nào? Tiểu cô nương, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta. phi ngữ khí phức tạp suy nghĩ muốn đáp lại một câu nhưng nàng không cần nhiều lời, bờ liền biết nàng muốn nói điều gì, hải tặc thật đáng tiếc đứng dậy, ở trên người năm tên ốc không thu hoạch được gì. Hắn lại quay người bước vào trong bóng tối, bắt đầu ở thiêu đốt phế tích tìm kiếm kế tiếp người bị hại. Hắn nói, ngươi là một con rồng, theo lý thuyết thực đơn rất tạp, làm sao? Trước đó không ăn qua thịt người sao? Hướng chỗ tốt ngẫm lại, đây lại không phải người, bọn họ là ốc. Ngươi nếu thực sự không nguyện ý ăn, liền đem nó trả lại cho ta, ta còn hữu dụng. Jeffrey cuối cùng không có trả lời. Đèn dẫn hồn trắng bệt ánh sáng cũng rất nhanh biến hóa một tia, dường như có nhắm nuốt thanh âm từ trong đó vang lên, để cho Black khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Khi vòng qua càng phát ra khổng lồ thế lửa biên giới, Black lại phát hiện 3.4 tên đang tru lên từ hỏa diễm sông ra, ý đồ cứu giúp quân bị vật liệu ốc còn có một tên phong cách quái dị, mặt trường bào trôn cũng đang giúp bọn hắn. Bá thích khách khi hai chân chạm đất, thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, khi lần nữa hiển hiện, liền đã đi tới sau lưng cao lớn nhất ốc, thờ rác bờ lây hình cung lưỡi đao sát cổ họng của hắn cắt vào. Để cho tên kia ốc trừng to mắt, vô ý thức che vết thương. Từ vỡ vụn bóng tối hiển hiện, hiện Black một cước đá vào trên lưng tên này ốc, đem hắn gạt ngã đè vào trên người đang thi pháp trôn tự như sa man pháp thuật thi pháp bị đánh gãy, đã hiện ra gần nửa người thủy nguyên tố gào lên một tiếng, lại hóa thành một đống lớn băng lãnh dòng nước tiêu tán đi. Phanh hoàn thành ám sát hải tặc thuận tay rút ra cất trong ngực súng kiếp, nhắm chuẩn đang vung ra chiến phủ Âu ngắn mũi nhắm chuẩn, bóp cò, đánh lén kỹ năng phát động. Từ hồng súng bay ra viên đạn tinh chuẩn đánh vào trong mắt Âu huyết quang nổ tung, giống như là vô hình nắm đấm oanh lên mặt, đem tên kia đầu lâu ngửa ra, Sọ não đều bị sốc lên Trong tay hắn khẩu súng Cũng không còn là trước đó Cái kia cưa ngắn thân súng đuốc súng săn Mà là ở Lodaron khi gặp lại Từng kệ vai chiến đấu Kelsey Stelzfer Từ nàng tự tay chế tác gom súng kíp Nói đơn giản một chút Khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao Cứ việc ngoại hình cùng đúp hỏa súng Không có gì khác biệt Nhưng thanh này màu đen Có tinh xảo đánh lửa trang bị súng ngắn Có một đầu rất lợi hại danh tự BKP, Sparrow, Smanber phẩm chất. Ưu tú yếu ớt đâm xuyên, yếu ớt tinh chuẩn ân. Nghe thấy dạng này không giống bình thường danh tự, liền biết là gom sản phẩm. Kelsey nói nàng còn có thể làm ra lợi hại hơn chuyên dụng cho thích khách súng ống, nhưng cần trở về gom nhóm khoa học kỹ thuật thành thị Gnomen, ở nơi đó mượn nhờ tinh vi cổ máy chế tác. Mà lại Kelsey còn cần Black tự trả tiền tin cơ, cao nhóm giao cho nàng năm nay nghiên cứu kinh phí đã đến đấy, không thể giúp Black ứng ra. Vì vậy hải tặc bỏ ra trên người tất cả kim tệ, tại Kelsey nơi đó đặt trước một cái thích khách súng lục, nhưng yêu cầu nửa năm đến một năm mới có thể giao hàng. Dù sao bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, vì liên minh quân đội phục vụ Kelsey, đoán chừng không có nhiều thời gian như vậy làm việc tư. Tóm lại, mỗi lần cùng tóc hồng Kelsey. Sturzper nói chuyện phím. Black đều sẽ có loại nhàn nhạt, cổ quái, để cho người hoài niệm quen thuộc cảm giác. Thật giống như, hắn cũng không tại một cái ma pháp cùng đao kiếm kỳ huyễn thế giới, mà là còn ở chân chính cố hương, cùng một tên hát thương con buôn thảo luận nguy hiểm chủ đề. Black xử lý hai tên ốc, cái cuối cùng đã vọt vào trước người hắn, hai tay nắm chiến đao hướng đầu hắn chặt xuống, khoảng cách này, chỉ có thể rút đao cận chiến. Hải tặc không chút nào sợ, xoay người chính là một cái lộn vòng, tại tiêu chuẩn vô lại đánh nhau hải tặc thuật cách đấu gia trị đứng dậy liền gần sát ốc vung tay đánh ra một kiếm. Hắn tư thái tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể để cho cung ti ra hải quân kiếm thuật huấn luyện viên vỗ tay khen hay. Cung ti ra quân dụng kiếm thuật. Cấp đại sư. Phốc thờ vung lên, mang ra một đạo hồ quang, khi bơ đón đỡ ốc sông đào chém vào đồng thời, ốc chiến sĩ đầu cũng xoay tròn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Black trước mắt quỷ dị hiện ra một ít hình tượng, tất cả đều là khi hắn và ốc giao chiến tràn diện, những cái kia vung đao thời khắc động tác, từ trong bóng ma hiện thân tập sát bước chân. Còn có khi truy kích Blade Master một đêm kia tuyệt cảnh phản kích. Những hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Trước đó ở lần thứ nhất đeo ốc ở danh hiệu, Black cũng trải qua dạng này kinh lịch, hắn biết đây là cái gì, liền lấy tay chạm đến trán, gọi ra thể nhân vật. Quả nhiên, ở cột danh hiệu, đang đeo Oxlayer, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là danh hiệu mới. Ốc ác mi. 20 cái, sau đó là 200. Ân, ừ, đại khái tính toán, từ lúc tiến vào phu Thin đến bây giờ, cũng kém không nhiều xác thực săn giết đủ rồi. Hải tặc thầm nghĩ đến. Đã sớm đoán được danh hiệu hẳn là có thể đột phá tấn thăng, nhưng nếu như muốn tới cấp tiếp theo, đoán chừng phải là 2.000 cái khá lắm, đây là muốn ta đơn thương độc mã xử lý một cái ốc thị tộc tiết tấu. Bị danh hiệu thăng cấp bất thình lình nhạt đệm đánh gãy tiết tấu chiến đấu Black, ngay sau đó liền cảm giác được một việc trí mạng. Nơi này còn có địch nhân. Soạt như dây leo chấn động hòn đá cuốn quanh dưới chân Black, đem thích khách xoay người động tác ngành sinh sinh đánh gãy, Black quay đầu nhìn lại, tên kia không lưng trôn sa man đã nhe răng toét miệng giang hai tay ra. Trên người dính đầy ốc máu tươi hắn, chỉ có sáu ngón hai bàn tay đã kéo ra, chướng mắt hồ quan điện đang nhảy lên lấp lánh trong hai tay. Nguy hiểm Lightning Bolt vẫn sức chờ phát động. Đây cũng không phải là số liệu hóa trò chơi, trúng vào một phát chỉ là mất HP, nếu như bị Lightning Bolt đánh trúng, lấy Black hiện tại tư thái, tuyệt đối sẽ bị đánh đến tê liệt. Mà du đảng trong phế tích ốc cùng trôn còn rất nhiều, vô pháp tiến vào bóng ma tránh né kết quả, chính là bị đuổi tới địch nhân chặt thành thịt muối bá, một vật xuất hiện ở trong tay Black. Ngay sau đó bị hắn lấy đại sư cấp bậc Đít li thủ pháp văn ra, gào thét đánh hướng trong sa man người sau xấu xí, điểm suýt lấy răng nanh khuôn mặt toét ra một đầu chế nhạo nụ cười. Tên này ngu xuẩn nhân loại. Không thấy được bên cạnh hắn còn có đại địa lực lượng hình thành hộ thuẫn sao. Vũ khí dù cho sắc bén, cũng không có khả năng xuyên thủng Archilder, mà Lightning Bolt thi pháp quá trình đã đi đến cuối cùng chỉ cần một lần đã kích, liền thể đem hắn đánh vào trọng thương, hoặc là trực tiếp lấy đi tính mệnh của hắn. Chính mình thắng. Mềm yếu ốc bị loại người xử lý, nhưng mình là cường đại trôn, chính mình sẽ giết hắn, sẽ dùng đầu của hắn tới hiến tế cho vĩ đại loa. Phóc, sa màn tất cả mơ màng, đều ở ngay sau đó đoạn tuyệt. Bị Black ném qua tới, cổ phát, không có chút nào đặc sắc màu đen chiến đao, khi đánh tới màu vàng đất hộ thuẫn trong nháy mắt, giống như là đâm vào trang giấy, nhẹ nhõm xé nát nó. Sau đó giống như là cắm vào mỡ bò đun nóng dao ăn, từ trong lòng ngực đâm vào, đem hắn nhẹ nhõm đóng đinh xuống sau lưng mặt đất, đạo kia vận sức chờ phát động lai ninh cuối cùng vẫn là không thể đánh ra đi. Mà vào lúc sắp chết, trong sa man trong mắt đều lóng lánh không thể nào tưởng tượng nổi quan mang. Cây đau này. Hắn cường đại sinh mệnh lực không để cho hắn trực tiếp chết đi dù cho bị đâm xuyên thủng trái tim, tay hắn run run, muốn nắm chặt đâm hắn chiến đao, nhưng hắn không có khả năng hoàn thành động tác này. Shadow xếp lấp lánh, Black xuất hiện ở sau lưng trôn, vung lên Black, đem đầu của nó bổ xuống, lại đưa tay nắm chặt màu đen chiến đao phần chui, đưa nó nhẹ nhõm từ trong thi thể rút ra. Truyền kỳ chi nhận ẩm đạm lưỡi đao, không nhiễm một tia máu tươi. Còn tốt có thứ này. Hải tặc đem siêu phàm phá ma truyền kỳ chi nhận thả lại bọc hành lý, hắn vươn tay, ở mặt mình hung hăng đánh một cái, sau đó một lần nữa đặt chân vào bóng ma. Việc này là một cái giáo huấn, đã dạy hắn nhất định phải càng chuyên chú. Đây chính là thích khách chiến đấu, một khi mất đi tiên cơ, một khi buông lỏng cảnh giác, tử vong sau đó liền đến. Ngươi bị theo dõi. Vài phút sau, đang định khởi xướng một hồi ám sát bơ lách, đột nhiên nghe được phi thanh âm, hải tặc lập tức hỏi ngược một câu. Bị người nào? Truyền kỳ thích khách Garona, Hanforsen, nàng liền ở phụ cận. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Bóng ma chi tranh Truyền kỳ thích khách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 60 Bóng ma chi tranh Truyền kỳ thích khách sư sau khi phế tích thiêu đốt mười mấy phút liền có đạn tín hiệu bay lên không trung, tuần hành trong bóng tối Black thấy được đằng xa màu đỏ khói lửa, nó đại biểu cho phụ cận liên minh quân đội đã hướng bên này xuất phát. Bọn hắn sẽ phụ trách kết thúc còn sót lại bộ lạc hội binh. Trong mười mấy phút này, Black không có ngừng lại hành tẩu, cũng không có dừng lại ám sát, nhưng hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí cảm giác bốn phía, so trước đó bất cứ lúc nào đều cẩn thận. Ngươi có thể xác nhận Garona, Hang Fosen liền ở phụ cận. Black ở trong bóng ma chuyển động bước chân, hắn hỏi. Mặc dù nếu như ta ký ức không sai, ở thời gian này, Garona xác thực thoát đi Black cốc đốc quân A trí trong coi, vốn lấy phong cách hành động của nàng. Hiện tại hang, ốc truyền kỳ thích khách, cũng nên tiến về quê Thalas, dự mưu ám sát quân gian đi. Ta có thể xác định. Hư nhược Gia Phi vừa rồi lại lấy được vài đạo điểm tâm bổ sung nàng hiên tại dùng nhai nuốt lấy đồ ăn thanh âm trả lời đến đầu này thời gian tuyến từ đát toát tổ năm thứ nhất đến năm thứ sáu tiết điểm là ta phụ trách đây là nhiệm vụ đầu tiên mà ta từ thời gian quân đoạn tiếp nhận ta rất dụng tâm nhưng ta không có năng lực xoay chuyển dòng thời gian như đã trưởng thành thanh đồng long vì tốt hơn duy trì thời gian trật tự ta đã sớm đánh đạo tiêu lên trên người tất cả nhân vật trọng yếu ở khoảng thời gian này chỉ là một cái nhắc nhở thuận tiện ở khi có việc gì sai lầm, liền có thể để ta càng nhanh chóng tìm tới bọn hắn, đồng thời quan sát thuộc về bọn hắn kinh nghiệm có bị đám kia gây sự quỷ, quấy nhiễu không. Cho nên, khi đám này nhân vật trọng yếu xuất hiện ở phụ cận ta, ta liền có thể phát giác đến. Chờ một chút, gây sự quỷ. Black hành tẩu bước chân, đột nhiên dừng dừng, hắn thưởng thức Jeffy lời nói dùng từ, mấy giây sau, hắn hỏi. Thời gian này, các ngươi còn chưa thấy qua Vĩnh Hằng Long hiện thân, đúng không? Vĩnh Hằng Long, Infinite Dragophit. Jeffy hồ nghi hỏi. Đó là cái gì? Nghe tới giống như tên của một loại á long, chúng ta tại sao muốn thấy qua bọn chúng? Quả nhiên, thời điểm chưa tới. Black nhếch môi, nụ cười trên mặt giống như là trộm được gà hồ ly, hắn nói. Đối với các ngươi đám này thần kỳ thanh đồng long mà nói, dòng chảy thời gian là mặt phẳng, các ngươi có thể đồng thời nhìn thấy quá khứ, hiện tại cùng tương lai, các ngươi đơn giản giống như là trong lý giải của ta cao duy sinh vật. Nhưng cho dù là các ngươi, ở chính mình am hiểu lĩnh vực, cũng có không hiểu rõ lực lượng thần bí đang ẩn nút. Ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi bọn chúng là cái gì. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bọn chúng cũng không phải ngươi lý giải chủng loại kia nho nhỏ, thời gian tuyến gây sự quỷ, đừng lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy bọn chúng, chỉ mong ngươi đến lúc đó sẽ không bị dọa khóc. Tốt, chuyên chú vào Garona đi. Hải tặc ở trong bóng ma, hướng bốn phía xem xét, hắn một bên rời khỏi mảnh này hỗn loạn phế tích, một bên hướng cách đó không xa rừng rậm hành tẩu, hắn hỏi. Ngươi có thể xác nhận Garona vị trí sao? Ngươi đem ta nghĩ đến thật lợi hại. Jeffy bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là một con ấu lông, dựa vào lưu lại đạo tiêu mới có thể cảm giác được nạn ở phụ cận, nhưng đó là truyền kỳ thích khách, nàng nếu như muốn trốn đi, ta căn bản liền không tìm được nàng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nàng tự hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, đang đang đến gần ngươi, nhưng cụ thể phương vị ta cảm giác không đến. Bóng ma là như thế yêu quý nàng. Bóng ma đang chủ động bảo hộ nàng, cùng nàng tĩnh mịch im ắng bước chân so sánh, ngươi ở trong bóng ma mỗi một lần nhất chân bộ pháp, đơn giản rõ ràng như tiếng trống trận nàng không phải là đối ta cảm thấy hứng thú. Black cũng không có bởi vì Jeffy mỉa mai liền giận tím mặt, hắn rất tỉnh táo nói. Đại khái là nhìn đến trong tay ta Blay Master chi nhận, nàng nhận ra Sankestu, quả nhiên, Patonia bà bà cùng Murai cảnh cáo là đúng. Thứ này mang ở trên người phong hiểm xác thực quá lớn. Nhưng người sẽ không bỏ lại nó, đúng không? Jeffy phản phất muốn cùng Black tranh cãi, nàng nói. Ngươi đem nó coi là ác chủ bài, xác thực cũng nên như thế. Ở trong nháy mắt chế địch chiến đấu, chỉ cần cho ngươi cơ hội rút đau một lần, có Sankestu trong tay, trên thế giới này có thể chống đỡ được người ám sát liền quá ít. Thực lực không đủ, dựa vào dạng này vũ khí, đúng là rất cao minh sách lược. Nhưng nó không phải đối với tất cả sinh vật đều có hiệu lực. So như bây giờ, Garona cũng có truyền kỳ chi nhận, mà lại ở trong mắt nàng ngươi cùng một cái vô lực tự vệ tiểu hài không sai biệt lắm. Khi nàng ở trước mắt Lô Tha, Pathonia một đám cường giả phá ảnh mà ra, đem lên. Quyền quốc vương ám sát ở trên vương tọa, ta liền ở bên cạnh quan sát đâu. Nàng chẳng những thành công hoàn thành ám sát, còn có thể từ một đám truyền kỳ đuổi bắt toàn thân trở ra. Đó là việc mà ngươi bây giờ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Black khẽ gật đầu. Hắn không có phản bác. Ở 10 giây sau, hắn tiến vào rừng rậm bóng ma, ở yên tĩnh đến gần như có thể nghe được tiếng tim đập rừng rậm, hắn vung ra câu khóa, nhảy lên nhánh cây. Ngồi xổm ở nơi đó, hắn đánh giá bốn phía, thấp giọng nói. Xác thực, Garona có thể ở trước khi ta phản kích, nhẹ nhõm giết chết ta 10 lần, nhưng vậy thì sao? Ta là thích khách, mà nàng. Nàng chỉ là bị dây xịt buộc lại cổ chó con. Nàng là gung gian chế tạo ra vũ khí còn đang mưu cầu thật đáng buồn hy vọng cùng tự do, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, ở trước khi Gung Giang chết đi, nàng đầu này cho cái căn bản là đừng nghĩ lấy được bất luận cái gì hy vọng xa vời tự do. Mà lại hay nhất chính là, Gung Giang chết đi, vĩnh viễn không có khả năng được hai tay nàng hoàn thành. Nàng ngay cả tới gần chủ nhân đều làm không được, đây chính là nàng nói tới, phản kháng. Tránh trong bóng đêm, khẩn cầu trên trời rơi xuống tai ách lên người Gung Giang, ở sau khi ác, qua lóc bởi vì những người khác nguyên nhân mà chết đi, nàng mới dám nghênh ngang hiện thân, tuyên bố bản thân hoàn thành báo thù. Tuyên bố mình tranh thủ đến tự do. Thật đáng thương. Thanh âm này nửa câu đầu vẫn là im ắng nói nhỏ. Nhưng nửa câu sau đã khuếch tán thanh âm, giống như khiêu khích, trong đó có thể xưng là ác độc lời nói, không ngừng quanh quẩn giữa khu rừng, Black còn ở trong bóng ma. Hắn chủ động bại lộ vị trí của mình. Bên cạnh hắn đi theo là một gã truyền kỳ thích khách. Jeffy nói rất rõ ràng, ở trong ám ảnh chi tranh, Black căn bản không có khả năng sớm phát hiện Garona. Giấu hay không giấu, dưới loại tình huống này đã không có chút ý nghĩa nào. Tiên cơ ưu thế, vĩnh viễn ở trong tay Garona. Nàng có thể tùy thời phát động tập kích, cũng có thể xa xa đi theo Black, như trêu đùa thằng hệ, trêu đùa hắn. Nếu như lại ác liệt một chút, bị bóng ma yêu quý Garona. Han Forsen liền như là một con ác độc mèo cai, nàng có thể dễ dàng đem Black đùa tới chết. Trừ phi, để cho nàng chủ động từ trong bóng ma đi tới. Giống như là, bây giờ. Bá, Black khiêu khích thoại âm rơi xuống cùng một giây, một đạo hư ảo thân ảnh liền ở phía sau hắn hiện thân, dáng người tinh tế, so với nhân loại cao hơn một chút, trên người còn lưu lại tra tấn vết thương. Mà một đôi linh xảo bàn tay, cầm ngược hai thanh tạo hình kỳ là chủy thủ nói là chủy thủ. Nhưng đoạn kiếm có lẽ thích hợp hơn. Nó giống như từ sắt thép cùng xương cốt hỗn cùng một chỗ, tràn đầy hắc ám phong cách, ở chủy thủ phần đuôi còn có đứt gãy xiên xích. Lưỡi dao của nó là phản khúc, như tàn nhẫn móc câu, trên đó có màu đỏ tươi thị tộc đường vân, còn có oa lóc hắc ám ma pháp, cùng đến từ càng đáng sợ bóng tối linh khí. Nó không phải là cái gì hào quang vũ khí. Hai thanh này chủy thủ từ khi ra đời, liền nhất định sẽ uống thống khổ cùng đau thương, huy sái tàn bạo cùng tuyệt vọng, nó đã thu hoạch được rất rất nhiều vô tội linh hồn. Tên nó là Kiên Băng, Thí Quân Giả. Nghe danh tự liền biết, mục đích khi chế tác thứ này, đã ở hai năm trước, ở trong tay chủ nhân của nó, rất hoàn mỹ hoàn thành sứ mạng của mình. Black còn ở trong bóng tối, nhưng khi hai thanh kia chủy thủ hiện thân, bóng ma liền không còn có thể bảo hộ hắn. Có lẽ sau một khắc, hắn liền sẽ bị chặt đứt cổ. Bất quá may mắn là, tay cầm chủy thủ nữ thích khách, là ốc, mặc dù là hỗn huyết, nhưng vẫn tính là ốc, cũng sẽ bị đặt vào ốc ác trên mi, danh xưng có hiệu lực phạm trù. Cho nên, Black so tình huống bình thường, sớm hơn cảm giác được bóng ma chấn động. Xác thực như Jeffy nói tới. Garona từ trong bóng ma hiện thân tư thái, đơn giản liền hoàn mỹ như cao siêu nhất nhảy cầu vận động viên khi vào nước, một tia dư thừa chấn động đều không có. Cùng nàng so sánh, khi Black ra vào bóng ma động tỉnh, không sai biệt lắm liền giống như Philippines Free Intim làm ra bọc nước. Đây cũng không phải là kỹ xảo vấn đề. Đây là thiên phú vấn đề. Phúc đã sớm nắm trong tay Flash Powder nổ tung, được Mathias đưa cho Black dùng để bảo mệnh đồ tốt, ngay lúc này phát huy nó hoàn mỹ giá trị, khi ma lực vật liệu bị vẫy ra trong nháy mắt, bóng ma chấn động đã bị cưỡng ép áp chế lại. Cho Black tranh thủ đến bé nhỏ thời gian, đủ để cho hắn phát động Shadow Step biến mất tại chỗ, lại tại nguyên chỗ hiện thân. Khác nhau là Trước một giây, Garona ở sau lưng hắn. Nhưng lúc này, hắn ở sau lưng Garona. Màu đen ảm đạm, đánh bóng chất liệu lưỡi đau Sankestu bị Black cầm ngược chập trong tay, lấy tay phải đẩy sóng đau, và tóc hướng cổ Garona chặt qua. Truyền kỳ thích khách ý thức được ám sát thất bại, thoáng qua liền muốn trốn vào bóng ma, đối Black rất lãnh đạm bóng ma lực lượng, hiện giờ ở trước mặt Garona liền giống như liếm cẩu. Nó đang chủ động bảo hộ hang, ốc thích khách. Vù, ti đang chăm kích hoạt, trong tay Black và Garona đồng thời có triều tịch quanh quẩn, đặc hiệu ti đang stun đã được chứng minh đối với truyền kỳ không có tác dụng. Bọn hắn thiên truy bách luyện thân thể, đủ để miễn trừ ma pháp trọng kích. Nhưng quanh quẩn ma lực lại quấy nhiễu bóng ma che chắn, để cho Garona trốn vào bóng ma động tác mất đi hiệu lực, nàng bị ép lựa chọn cùng đã làm ra ám sát động tác Black chính diện va chạm. Ảm đạm truyền kỳ chủy thủ giao thoa gác ở Burning Blade sẽ qua lưỡi đao, Black cảm giác được lưỡi đau lực đạo rất nhanh được đẩy ra. Hai tay của hắn ép xuống. Truyền kỳ vũ khí mũi nhọn giao thoa, mang theo chướng mắt hỏa hoa. Tới gần. Tới gần màu đen lưỡi dao cách Garona thon dài cổ chỉ kém một điểm cuối cùng, đỉnh lưỡi đau thậm chí đã chạm tới hang, ốc thích khách làn da. Chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần lại nhẹ nhàng dùng sức một phần, chỉ cần. Sau đó, hắn thấy được gương mặt kia nhếch nhếch miệng. Black trong lòng trầm xuống. Soạt bị ti đang chăm đánh vỡ bóng ma một lần nữa tụ tập. Giống như là một mặt quanh quẩn rộng lớn áo choàng, trong nháy mắt choàng lên hang, ốc thích khách quanh thân, để cho muốn chặt đứt cổ nàng truyền kỳ lưỡi dao, giống như cắm vào một đoàn quanh quẩn không nghĩ sương mù. Rõ ràng là đánh trúng. Nhưng trên lưỡi đau lần truyền đến hụt hẫn, đại biểu cho lần này ám sát phản kích thất bại. Phốc hang tộc đá ra chân trái, đá vào ngực bờ lách, hải tặc cân bằng bị phá hư, bị từ trên nhánh cây đạp xuống dưới, hắn tại không trung lộn một lần, rơi xuống đất lão đảo một phen. Màu đen chiến đao cắm vào mặt đất, lại sắc bén mở ra bùn đất sau khi lùi lại hai bước, bờ lách chống đau, xoa phần bụng đứng lên. ở hắn màu đen bị giáp, lưu lại một cái cổ quái hình dạng dấu chân. cuối cùng một cước rõ ràng là nhường. nếu như nàng có thể đá trúng bờ lách, liền chứng minh nàng tương tự có thể dùng kim băng song đao đâm xuyên trái tim của hắn. hải tặc thua, nhưng không có gì mất mặt. thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. hải tặc ngẩng đầu, đứng trên nhánh cây garona hans fosen cúi đầu xuống nàng đứng ở nhánh cây bóng tối hai thanh quái dị chủy thủ đã cắm vào bên hông vỏ đao hang ốc giơ tay lên sờ sờ cổ nơi đó có một cái nho nhỏ vết thương đang chảy ra máu tươi nàng có một đôi màu xanh làm con mắt ngược lại cùng mặt khác ốc không giống nhau lắm ân cùng thôn cặp mắt kia ngược lại rất giống bất quá ở garona hai mắt có rõ ràng huyết hồng không phải tơ máu Càng giống như nào đó khiêu động phụ chú. Ta vô ý khiêu khích ngươi. Black đem truyền kỳ chi nhận thu hồi về bọc hành lý, hắn chống nạnh, đối đỉnh đầu Garona nói. Vừa rồi những lời kia chỉ là vì bức ngươi hiện thân, ta muốn hỏi ngươi, ngươi một mực đi theo ta, là vì burning blade thị tộc truyền thừa chiến đao. Vẫn là vì đầu của ta. Ngươi dùng flash powder. Ở trong bóng ma đứng thẳng hang, ốc truyền kỳ thích khách, dùng khô khốc mang theo một vệt cổ quái khẩu âm nhân loại ngôn ngữ nói là của Patonia. So, ta ở Stowin City thấy nàng dùng qua nữ nhân kia rất lợi hại, rất khó giải quyết, nhưng ngươi còn kém nhiều lắm, ngươi là đệ tử của nàng. Ngươi tới nơi này là vì thay quốc vương của ngươi báo thù sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.